Tiso xin chào cả nhà, chào đón chị em mình đã quay trở lại cùng với kênh Tiso Shop. Chúc chị em mình ngày mới nhiều niềm vui ha. Bây giờ thì như thường lệ 12 giờ Tiso sẽ giới thiệu cho cả nhà mình một cái mẫu mới. Mỗi ngày trừ ngày thứ sáu là không có mẫu mới ha. Thì đây là một cái mẫu mà Tiso nhận từ các bạn xem trên chương trình nè. Thì các bạn sẽ gửi qua fanpage ha. Thì đây là cái mẫu áo mà cổ bẻ ve và các bạn nhìn thấy lai bằng và nắm mặt ngắn ở trên hông thôi. Còn cái quần này là quần ống suông, lưng thun và có túi. Thì cái mẫu quần này ngày hôm qua mình mới vừa hướng dẫn rồi, cho nên mình không có hướng dẫn lại mẫu quần này, mà hôm nay mình sẽ giới thiệu cho chị em mình cái cách chúng ta làm một cái áo tay liền bao đan tông như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu. Để mà thực hiện được mẫu thì mình sẽ dùng cho cái bảng thông số size này nha cả nhà. Nếu mà chị em mình chưa có biết cách đo thì mình vào YouTube mình ghi là Tisu Shop hướng dẫn đo thì sẽ lại có bài này để xem lại. Rồi, với cái mẫu này á thì mình sẽ lấy dài áo là 50. Và từ 50 này mình dựng một cái đường vuông góc nha. Rồi từ đây là mình sẽ lấy một cái đoạn là ngang vai là bằng vai chia 2, số đo của mình đây là bằng 34 chia cho 2 thì mình được 17. Thì các bạn sẽ lấy qua cho mình 17. Nhưng mà trước khi mình vẽ 17 á, thì từ ngoài này các chị sẽ đo vào cho em một cái đoạn là 2 phân. Mình đặt cái cây thước vào ha. Rồi, thì từ đây nè, từ cái chỗ mình chấm tròn nè, cái đường ở phía trong mình mới bắt đầu mình tính vào nha. Thì các chị sẽ lấy cho em là 17. Sau đó là mình dựng xuống một cái đoạn vuông góc là 4. Bầu cổ thì các chị lấy cho em là cổ chia cho 5. Dòng cổ đây mình là bằng 35, chia cho 5 là bằng 7, lấy qua là 7. Sau đó mình sẽ nối nó về. Rồi cái tiếp theo các chị sẽ lấy xuống cho em cái phần hạ ngực. Hạ ngực ở đây là mình sẽ lấy là ngực chia cho 5. Và đây là cái phần nách. Nó không có rộng cho mình cộng 1,5. Dòng ngực của mình là 86 nè, các chị chia cho 5 cộng 1,5 là bằng 17,5, các chị cộng 1,5 là nó sẽ bằng 19. Thì mình sẽ có dòng nách xuống là 19. Rồi mình sẽ đặt cây thước vuông góc ở đây ghi một đường. Rồi mình kẻ xuống một cái đường dài của nó là bằng 35 là hạ eo theo số đo ha. Mình kẻ qua một đường. Rồi bây giờ đến cái phần ngang eo thì các chị sẽ lấy ngang mông thì các chị sẽ lấy cho em là bằng mông chia cho 4. Tại vì ở đây cái áo nó mặc ở phần hông trên cho nên mình sẽ không cộng. Thì các chị sẽ bằng là 98 chia cho 4 thì nó bằng 24,5. Mình lấy qua một đường là 24,5. Rồi ngang eo là bằng eo chia cho 4, các chị cộng độ lớn của bên trên là 2 phân. Eo đây là mình bằng 72 chia cho 4 cộng cho 2 thì bằng 18 cộng cho 2 thì sẽ bằng 20. Rồi các chị sẽ lấy qua cho em một đường là 20 con số này. Rồi ngực á, thì các chị sẽ lấy cho em là ngực chia cho 4 cộng cho em 1,5. Dòng ngực ở đây là 86 thì chia cho 4 cộng cho 1,5 là bằng 21,5 cộng cho 1,5 thì các chị sẽ được là 23. Mình lấy ngang qua một đường 23. Sau khi mà mình có được ba cái đoạn này rồi thì mình sẽ đặt lên đây, các chị nối cho em đường sườn. Từ đây thì các chị sẽ lên trên là 2 phân thì chúng ta sẽ được cái phần khung lai và sườn ha. Rồi cái tiếp là mình sẽ dựng một cái đoạn vuông góc xuống nè. Từ cái đoạn vuông góc này các chị sẽ lấy vào cho em là 2 phân. Mình chia làm đôi. Đường này chia làm đôi thêm một lần nữa. Rồi lại tiếp tục chia làm đôi thêm một lần nữa thì các chị sẽ vẽ được cho em cái dòng nách trên thân. Và đây là cái phần tay mà chúng ta nhìn thấy là nó sẽ là cái tay có cái độ chồm ra phía ngoài ha. Cho nên là từ đây nè các chị sẽ lên cho em là 5 ly nè. Rồi các chị sẽ lấy ra ngoài cho em là 3 phân rưỡi nè. Đó. Rồi từ cái chỗ này là các chị mới là bắt đầu dựng cho em một cái đường vuông góc nè. Đường này nó phải là đường vuông góc ha. Rồi các chị sẽ đi cong nó đi vào trong cái dòng nách như thế này thì chúng ta sẽ có được cái dòng nách tay mới theo giống như hình. Và với cái mẫu này á, thì chúng ta sẽ có được cái đường bẻ ve ở ngay cái vị trí điểm đầu ngực. Và từ đây thì mình sẽ lùi vào là một phân. Đó, thì mình sẽ có được cái phần cổ, cổ bao đan tông ở đây thì các chị sẽ bẻ gấp cho em như thế này. Mình sẽ dẫn hình cái phần cổ, mình sang dấu lại cái đường vai nè. Đây là cái đường vai ha. Thì các chị nhìn thấy với cái mẫu này cái phần từ cái phần đầu vai
từ cái phần đầu vai mình đi xuống của nó là bằng một đoạn là chỉ có 4 phân thôi. Thì điểm trên cũng điểm xuống là 4 phân, cho nên là mình sẽ đo một cái đường từ trên xuống dưới là 4 phân. Mình giữ một điểm ở đây. Rồi, kế tiếp là mình sẽ đo bắt đầu từ cái phần bẻ cổ xuống cho em là bằng như cái mẫu này là bằng 5 phân nè. Thì mình sẽ có được một điểm và chúng ta sẽ có được một cái đường hở bẻ ve nó theo cái đường này ha. Và cái độ lớn của cái phần ve này ở đây của mình là 7 phân. Và chúng ta giữ cái điểm bẻ ve, sau đó các chị sẽ chia cho em cái đường này ra làm đôi và chúng ta sẽ nối vào ha, nối vào đẩy lên. Và cái phần đẩy lên này nó sẽ như cái mẫu á, là các chị sẽ lấy cho em có độ lớn nó là 7 phân. Nó sẽ là đường vuông góc ha. Các chị sẽ nối vào cho em đường vuông góc, góc vuông. Đó, thì các chị sẽ nối vào thì chúng ta sẽ được cái bảng cổ bao đan tông ở đây. Với mẫu này thì nếu mà các chị cắt liền á, thì từ đây các chị sẽ cắt theo cái đường này. Còn cái này là các chị cắt theo cái rập, các chị cắt ra, mình dán ra. Rồi mình sẽ lật qua đây thì các chị sẽ ra lại cái phần cổ bình thường ha. Đó, thì các chị sẽ nhìn thấy là mình vẽ được cái dáng cổ. Và cái đoạn dư này nè, cái đoạn dư này nè, cái đoạn từ đây đến đây nè, thì nó sẽ bằng cho phần cổ sau. Cổ sau bằng bao nhiêu thì cái đoạn này mình kéo dài lên bấy nhiêu nha. Thì đây là cái cách mà mình vẽ nhanh và dễ nhất cho các chị có cái đường bẻ ve này mình đã lùi vào rồi, cho nên là khi mình mặc cái cổ thì nó vừa vặn, nó cũng không có bị dư. Thì đây là cách nhanh nhất để mà chúng ta thực hiện cho cái màu áo thân trước bao đen tâm này. Rồi bây giờ nếu mà đặt như vậy thì chúng ta cắt như sao? Chúng ta sẽ cắt như thế này ha. Các chị sẽ dùng cho em một cái tờ giấy. Đây, mình sẽ dùng cái tờ giấy này ha, mình đặt vô nè, bẻ cái phần góc nè, bẻ lại cho lấy đúng cái phần góc của phần bao đó. Và các chị sẽ bẻ phần này qua, rồi cái phần này dư nè, mình lấy mình dán lên. Tại vì đi xu tiết kiệm lắm, cho nên là các chị nhìn thấy là em cứ dán lên cho nó đủ ha. Rồi, sau đó thì mình sẽ để ngang hoàng đường thì mình sẽ được cái phần lá bâu của cái phần thân sau ở đây. Và chỗ này nó sẽ là cái đường vải gấp đôi nha các chị. Các chị sẽ cắt cho em hai đường. Phần này là cái phần chúng ta ngớp ra nè, cho nên là các chị sẽ lấy dấu. Cái dấu điểm này với điểm này là chúng ta sẽ biết là khi mà chúng ta may điểm này với điểm này nó sẽ ráp chung với nhau. Rồi, để qua đây. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình cắt. Thì với cái phần ve ở dưới này, các chị sẽ đi cho em cái phần ve. Rồi mình đi được cái phần ve rồi ha, cái phần này dư mình sẽ cắt bỏ đi. Rồi các chị sẽ ra được cái phần bâu à, lá bâu của phần thân sau này. Mình sẽ cắt mấy cái phần dư này mình bỏ luôn nha. Chỗ này mình lấy dấu lại để mình biết là mình sẽ đâu nó vô trong cái phần trên thân. Sau đó thì mình sẽ đặt lên trên này. Các chị sẽ tiếp tục thực hiện cho em cái phần thân sau. Thân sau á, mình vẽ dựa trên cái phần thân trước cho nên là nó cũng sẽ nhanh. Ở đây á, thì mình cái phần thân sau của mình á, là nó sẽ không có còn cái đường gấp đôi nè. Nên mình sẽ bẻ cái phần đường gấp đôi này lại nha. Bẻ cái phần đường gấp đôi này lại, sau đó thì mình sẽ sang dấu lại. Các chị sẽ vẽ cho em cái đường ở giữa nè, đường
giữ này thì nó sẽ là cái phần bảng xếp đôi ha, và mình kéo dài nó lên nè. Sau đó là từ từ cái phần này là vai nè, cái chị lên cho em là hai phân nè, đó hai phân. Rồi từ đây nè, đó, cái chị sẽ đánh cong qua cho em một đường, và nó sẽ, nếu mà tính bắt đầu từ cái đường ngang chồm này lên thì cái chị sẽ là bốn phân ha, đoạn này sẽ là bốn phân. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu mình vẽ cho cái phần nách của thân sau, thì nó cũng tương tự như cái phần nách thân trước nha. Mở cái góc dưới này nè, cái chị sẽ ra cho em 7 ly. Rồi từ đây cái chị lùi cho em một phân. Rồi cái này cái chị sẽ ra cho em. Và ở đây thì cái chị sẽ đánh góc cho em. Thì cái chị nhìn thấy là mình sẽ có được cái phần sườn của thân sau. Đây là cái phần eo ha. Rồi bây giờ đó thì chị sẽ lấy ra thì các chị sẽ vẽ lại cái đường ngang eo nè. Phần này các chị chia làm đôi ha, các chị nhóm cho em cái phần bên. Bên này dài 14 và cái đầu này cách với nhau đây là 4 và nó sẽ có độ lớn là 2 phân. Tương tự cũng vậy, cái phần bên của thân trước này thì các chị sẽ lùi vào cho em là 9 phân. Mình sẽ vẽ một cái đường dài cũng 14. Nói chung cái độ dài của cái phần bên á thì nó phải phủ qua cái phần mông thì mình mặc nó mới đẹp, còn mình làm ngắn ngắn thì nó sẽ treo treo phía trên, nó không có đẹp ha. Giờ bây giờ á thì mình sẽ đi cái phần đường sống lưng này. Nếu cái đường sống lưng này các chị muốn mặc đẹp á, là thường là nó sẽ bị dư ở chỗ này chết nè, thì các chị sẽ đi cái đường sống lưng vào cho em theo cái độ dư cái phần lưng ở một trên thân của mỗi người, thì cái áo của mình mặc thì nó sẽ đẹp hơn nha. Nó không có con số cố định đâu, tại vì mỗi cơ thể là nó sẽ khác nhau hết. Và mình vừa thực hiện xong chia sẻ cùng với chị em mình một cái mẫu áo bao đen tông mà thân trước và thân sau nè, các chị nhìn thấy ha. Và đây là cái phần lá ve nè, và đây là cái phần bẻ ve nè. Mình mới vừa thực hiện và chia sẻ xong cho chị em mình cái cách chúng ta thực hiện. Và ở ngay cái vị trí này hồi nãy Tisu nói với cả nhà mình, khi mình ráp vào ha, từ đoạn này nó sẽ bằng một nửa của cái phần cổ sau, thì từ đây các chị ráp vào thì các chị thấy đây em dư một phần nè, thì em xếp xuống em bỏ một phần này luôn. Và các chị nhớ là khi mà chúng ta xếp xuống thì nó phải là đường vuông góc nha, nó sẽ phải là góc vuông đó. Thì đây là cái cách mình thực hiện cho cái mẫu áo bao đen tông này. Thì chị em mình xem coi thử là có cái phần nào mình không hiểu hay là không rõ cho cái mẫu này thì có thể bình luận vào bên dưới, thì Su sẽ xem bình luận và trả lời cho chị em mình khi mà mình thấy được cái phần bình luận của mọi người nha. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã xem và nhớ bấm like ủng hộ cho Tisu, và có phần gì đó thả tim hay là tặng hoa thì cả nhà mình cứ vui vẻ bình luận vào bên dưới tặng cho Tisu nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình. Chúc chị em mình thành công và hẹn gặp lại. Các bạn sẽ lấy lên cho mình cái phần dài áo. Áo này thì nó sẽ là nằm ở phần ngang hông thôi, cho nên mình sẽ lấy dài áo ở đây là 50. Sau đó thì các bạn sẽ đặt cái thước vuông góc lên, các bạn kẻ ngang qua cho mình một đường. Và cái phần này thì các bạn sẽ lấy ngang vai cho mình á, là bằng vai chia cho 2. Thì số đo mỗi người sẽ khác nhau, cho nên mình lấy cái số đo này là số đo riêng. Thì các bạn ráp cái số đo vào, các bạn sẽ tính theo cái công thức mình chia sẻ ha. Thì ở đây vai của mình á, là bằng là 34 chia cho 2, thì các bạn lấy nó là bằng 17, thì các bạn lấy qua cho mình 17. Nhưng mà cái áo này thì các bạn thấy nó là cài chồm 8, cho nên mình sẽ chừa một cái đoạn dài, mình sẽ lấy khung áo lên đây, thì các bạn sẽ lấy qua cho mình là 17 ở đây. Sau đó là các bạn sẽ xuống cho mình một đường 4 phân, và các bạn sẽ lấy cho mình cái phần cổ, thì các bạn lấy cho mình là cổ chia cho 5. Cổ ở đây thì các bạn lấy cho mình 35 chia cho 5 là bằng 7, thì các bạn sẽ lấy qua đây là 7. Rồi các bạn sẽ hạ xuống cho mình cái phần hạ ngực. Hạ ngực ở đây thì các bạn lấy cho mình ngực chia cho 5, ở đây là phần nách nó sát cho nên mình cộng 1. Dòng ngực ở đây của mình là 86, các bạn chia cho 5 cộng 1 là bằng 17,5.
cộng 1 là bằng 18,5. Các bạn lấy xuống cho mình phần hạ ngực là 18,5 ở đây. Sau đó là các bạn sẽ lấy xuống cho mình cái phần hạ eo. Hạ eo thì các bạn sẽ lấy cho mình một đoạn là bằng 35. Và dài áo thì các bạn lấy là dài áo là 50. Sau khi mà chúng ta có được cái số đo này rồi thì các bạn sẽ lấy cái đường ngang cho mình. Đường ngang ở đây thì các bạn sẽ lấy cho mình ngang mông. Ngang mông là bằng mông chia cho 4, các bạn cộng 1. Mông ở đây của mình là 98 nè. 98 các bạn chia cho 4 cộng 1 là 24,5 cộng 1 là bằng 25,5. Các bạn lấy qua cho mình đường 25,5. Rồi ngang eo thì các bạn sẽ lấy cho mình là eo chia cho 4, các bạn cộng cho mình 2. Thì eo ở đây các bạn sẽ lấy là 72. Các bạn chia cho 4 cộng 2 số đo eo nè. Thì 72 là chia 4 là 18 cộng 2 thì các bạn được 20, lấy qua cho mình một đường là 20. Rồi ngang ngực. Ngang ngực thì các bạn sẽ lấy cho mình là ngực chia cho 4, các bạn cộng 2. Ngực ở đây là bằng 86. Các bạn chia 4, các bạn cộng 2. 21,5 cộng cho 2 là bằng 23,5. 23,5. Sau đó các bạn sẽ nối cái này vô cho mình thành 3 đường. Nối lại. Thì chúng ta sẽ được cái phần thân áo ha. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ dựng cho mình một đường vuông góc nè. Các bạn lùi cho mình 2 phân nè. Từ đây đây vô 2 phân, các bạn chia làm đôi. Sau đó các bạn chia làm đôi lần nữa. Bạn vẽ cho mình cái vòng nách. Rồi bạn vẽ cho mình vòng nách. Thì với cái phần áo sát nách á, thì từ đầu vai này các bạn vào cho mình 1,5 phân. Rồi phần ngang vai này thì các bạn sẽ lấy qua cho mình là 6 phân. Và cái phần tim á, thì các bạn lấy sâu xuống tim cho mình là bằng 13. Thì các bạn nối cái phần tim này lại. Nối phần tim này lại và các bạn sẽ đi cái từ cái phần tim này ha. Các bạn sẽ đặt cây thước bắt đầu từ cái điểm giữa nè. Các bạn ra cho mình là 9 phân. 9 phân thì các bạn sẽ dựng một cái đường mà chốt góc ở đây. À, chốt cái góc này nó nằm ở đây nè. Thì cái tim này của mình nó sẽ đi qua cái đường chốt góc này. Rồi sau đó thì các bạn sẽ bắt đầu đi xuống cho cái phần dài áo. Nhưng mà dài áo ở đây á, thì nó sẽ có một cái điểm nhọn. Cho nên khi mình đặt ở đây nó thiếu điểm nhọn, mình sẽ dán nó thêm một đường. Mình sẽ dán nó thêm một đường ở đây ha. Thì từ cái điểm phần này lên là 3 phân nè. Thì các bạn thay vì các bạn đi đánh bo cái phần lai thì ngay cái góc này, ngay bo này các bạn nhích ra cho mình 5 ly và các bạn xuống cho mình là 5 phân. Và từ cái phần góc này ha, các bạn sẽ đi xéo vô cái phần 5 phân này. Thì nó sẽ bắt đầu từ cái điểm chính giữa của tâm áo ha. Chính giữa của tâm áo này nè. Đây là điểm chính giữa nè. Thì các bạn sẽ lùi vào cho mình một đoạn. Đoạn này lùi vào là 7 phân. Thì các bạn sẽ đặt cây thước đi xeo cái điểm tâm áo này. Thì các bạn sẽ gặp nhau tại một điểm. Và với cái mẫu áo này á, cái phần xéo này nó sẽ là cái phần bầu. Cho nên là từ đây các bạn sẽ lên cho mình một phân và các bạn sẽ bo góc. Đó là chúng ta sẽ ra được cái phần áo. Và các bạn sẽ cắt cho mình cái phần thân trước trái và thân trước phải nó giống y như thế này, giống như nhau ha. Nó không có khác gì hết, mình sẽ cắt hai thân như vậy. Sau khi mà các bạn cắt hai thân rồi thì các bạn dùng cho mình một cái miếng giấy khác. Các bạn đặt nó lên trên cái phần thân áo và chúng ta sẽ cắt bèo theo cái phần cổ. Nếu mà các bạn có nhiều vải thì các bạn có thể là cắt thành vải liềm. Còn nếu mà các bạn có ít vải thì các bạn sẽ cắt cho mình là vải xéo. Cái này tùy vào cái số lượng vải mà các bạn có ha. Liền là sao mà rời là sao thì mình sẽ chỉ cho các bạn ngay sau đây. Thì ở đây ha, ở đây nè. Mình sẽ đặt cái phần cổ áo theo cái phần thân. Bạn nhìn thấy không? Đó.
Các bạn có thể là đặt ở phía đợi mình cắt rời cái phần thân ra mình mới bắt đầu đi phần cổ, còn không thì các bạn đi luôn chung với phần cổ cũng được. Thì bây giờ mình sẽ cắt rời ra trước nha. Mình cắt rời ra trước, sau đó là mình sẽ đi đi cái phần cổ sau để cho các bạn dễ hình dung. Rồi bây giờ đó thì mình, nếu mà các bạn cắt cái phần thân sau đó, thì các bạn sẽ xếp cái phần này lại nè. Tại vì phần thân sau thì nó sẽ không cần cái đường lằn giữa này. Các bạn xếp lại, các bạn đặt lên này, các bạn coi thử mình đủ để mình thực hiện cho cái phần thân sau hay không. Thì đây mình đủ phần thực hiện cho thân sau này, thì các bạn xoay giấy ngang qua, các bạn đặt lên đây. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thực hiện cái phần thân sau luôn. Sau đó là mình sẽ cắt cho cái phần cổ áo nha. Bạn đặt lên như thế này, từ đây bạn lên cho mình hai phần và các bạn sẽ đi cho mình cái phần dòng nách. Phần dòng nách này thì các bạn sẽ lùi cho mình 7 ly nè. Đó. Rồi từ đây nè, các bạn sẽ xuống cho mình là 4 phân nè, cái góc này nè. Đó. Các bạn sẽ đi tròn được cái dòng cổ thân sau nè. Đó. Bạn tròn được cái phần dòng cổ thân sau, sau đó là các bạn sẽ giảm cho mình cái phần ngực cổ thân trước nè, eo các bạn lấy bằng nè, và mông thì các bạn cũng lấy bằng nè. Rồi cái phần lai này á, thì các bạn lấy ngang qua, chúng ta không có lấy dài mà các bạn lấy ngang qua, bắt đầu giáp góc và cái phần này các bạn xuống hai phân thì các bạn sẽ bo được cái phần lai thân sau ở đây. Rồi các bạn bo được cái phần lai thân sau, sau đó là các bạn lật cái phần thân trước lên, các bạn lấy dấu cho cái mình cái phần ngang eo để lát nữa chúng ta sẽ vẽ được cái phần bên dọc của thân sau. Thì các bạn thấy là mình đặt cái phần thân trước lên và mình sang dấu lại, thì các bạn nhìn thấy là chúng ta đã vẽ được cho cái phần thân sau của áo. Bây giờ mình dùng kéo để mình cắt cái phần thân này ra. Mình kéo cái phần thân này ra, sau đó thì các bạn sẽ chia cho mình chia đôi, chúng ta sẽ vẽ được cái phần bên dọc. Phần này các bạn chia làm đôi nè, này một nửa, này một nửa, hai phần này nó bằng nhau. Sau đó thì các bạn sẽ đo lên cho mình đường này là 14 và cái này dài xuống cuối cùng, bạn vẽ được cái phần bên dọc. Đó là cho cái phần thân sau, mình để riêng qua một bên ha. Bây giờ tới cái phần thân trước. Phần thân trước này mình bắt đầu mình mở cái phần giấy này ra nè. Để các bạn coi mình đặt cái phần giấy này lên ha, để mình vẽ được cái phần bèo của cái phần áo. Bèo này nó chỉ có một bên thôi các bạn, nó không có nhiều, nó chỉ có một bên thôi. Rồi. Tại vì cái mẫu này nó cắt cũng hơi tối nên mình đang nhìn kỹ coi là họ có may dính vô trên cái phần vai hay không. Này mình sẽ cắt cho nó dính lên phần vai luôn ha. Và cái phần này nó sẽ đi qua cái phần nách nè. Bạn kẻ nó lại. Và từ cái phần nách này á, thì các bạn sẽ kẹp xuống cho mình thêm 7 phân. Cái này mới 3 phân nó sẽ bị thiếu. Rồi cái phần dòng nách, phần cổ này là mình sẽ đi lại cho cái phần cổ nè. Đó, tới điểm tâm cuối của cổ thôi. Rồi cái góc này mình bị thiếu thêm mấy xăng nè, thì mình dán thêm chỗ này vô ha.
Rồi các bạn sẽ đặt cái phần này lại. Bạn lấy đúng cái điểm tâm của nó. Mình xuống đây 7 cm mà. 7 cm ha. Rồi, sau đó là các bạn sẽ lấy cái phần thân này ra. Và các bạn sẽ đi cho mình một cái đường nối qua. Thì các bạn sẽ có được cái phần xéo của cái phần thân áo này ha. Đó, các bạn sẽ có được cái phần xéo. Mình sẽ chụp cái này lại để cho các bạn xem, các bạn có được cái tư liệu hình ảnh cho các bạn xem ha. Rồi, cắt cái này ra. Sau khi mà các bạn cắt xong rồi á, là nó vẫn chưa có xong đâu ạ. Mình còn một cái thao tác nữa. Mình còn một cái thao tác nữa các bạn ha. À, cái phần cổ này các bạn đặt lên nè, trên cái phần cân áo nè. Nhưng mà cái phần này á, là nó sẽ có được cái độ xếp dúng cái này của nó ở đây. Cho nên là các bạn sẽ cắt cho mình thêm một cái đường ở đây nữa. Và các bạn mở rộng nó ra. Cách mở rộng, các bạn mở rộng thêm cho mình 10 phân nữa. Mình sẽ cắt đường này ra. Và các bạn sẽ gắn cho mình một cái miếng tam giác 10 phân vô đây. Nên các bạn gắn cho mình miếng tam giác 10 phân và các bạn sẽ đi qua góc. Các bạn, cái phần này sẽ là cái phần mới mình thêm vô nè. Đó. Thì khi mà các bạn may á, thì tự động cái phần này nó sẽ rũ xuống. Còn nếu các bạn muốn rũ nhiều hơn thì bạn làm nhiều hơn, nhưng mà cỡ này là vừa. Thì phần này các bạn may vào nè, các bạn may lộn nè, phần này bạn may lộn nè, thì tự động cái phần cổ áo của mình chỗ này nó sẽ rũ xuống giống như cái phần hình mẫu đó. Thì chị Su mới vừa chia sẻ xong cho các bạn cái mẫu này 2024. Thì chúc các bạn thành công, chúc chị em mình luôn xinh đẹp. Và nếu mà có những gì thắc mắc thì mình cứ bình luận vào bên dưới, mình đọc, mình sẽ trả lời bình luận cho các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Buổi trưa ngày hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái mẫu áo kiểu. Cái màu áo này á các bạn, chúng ta tuổi trung niên mặc cũng được, các bạn tuổi trẻ mặc cũng được. Nói chung là mẫu này dễ mặc và chúng ta có thể phối với chân váy hoặc là quần tây. Hoặc nếu các bạn thích váy đầm thì các bạn có thể may thẳng dài xuống được luôn ha. Quan trọng là cái cổ với cái phần tay. Và cái chất liệu này á, thì các bạn có thể là dùng cho mình là bằng chất liệu vải lụa. Và mẫu này là mẫu số 195 nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cho cái mẫu thiết kế này. Bước đầu tiên các bạn kẻ cho mình một cái đường ngang, sau đó là các bạn sẽ lấy cho mình cái phần vai á, là bằng vai chia cho 2. Vai ở đây là bằng, mình có số đo vai nè, là bằng 34 chia cho 2 là bằng 17. Các bạn lấy qua cho mình một đường là 17. Sau đó là các bạn sẽ lấy xuống cho mình 4 phân. Rồi các bạn sẽ lấy cho mình vào cổ là cổ chia cho 5. Cổ đây là mình sẽ bằng là 35 chia cho 5 là bằng 7. Các bạn lấy cho mình là 7. Sau đó là các bạn sẽ lấy cho mình xuống một đường vuông góc. Đường vuông góc ở đây á, thì các bạn sẽ lấy cho mình là bằng ngực chia cho 5. Các bạn cộng cho mình 3, tại dòng nách này nách nó rộng. Các bạn ngực ở đây mình là 86, các bạn chia cho mình 5 cộng cho 3 là bằng 17,5 cộng 3 là bằng 20,5. Các bạn lấy con số này các bạn đi vuông góc xuống. Đến đây thì các bạn sẽ lấy xuống cho mình phần hà eo. Hà eo mình lấy bằng số đo là bằng 35. Các bạn đi ngang qua một đường. Rồi các bạn sẽ lấy dài áo. Dài áo mẫu này mình lấy dài áo là 57. Rồi các bạn kẻ ngang một đường thì chúng ta sẽ có được cái khung. Sau khi có xong được cái khung thì các bạn sẽ lấy cho mình các đường ngang. Ngang ngực thì các bạn lấy cho mình là ngực chia cho 4. Xin lỗi các bạn, cái này ngang mông là bằng mông chia cho 4, các bạn cộng cho mình 2. Dòng mông ở đây mình là 98. 98 các bạn chia cho 4 cộng 2, 98 chia 4 là 24,5, các bạn cộng 2 là bằng 26,5. Các bạn lấy qua cho mình là 26,5.
Sau đó là ngang eo thì các bạn lấy cho mình eo chia cho 4, các bạn cộng 2. Eo ở đây là 72, các bạn chia cho 4, các bạn cộng cho 2 bằng 18, cộng 2 là bằng 20. Các bạn lấy qua cho mình con số 20. Rồi ngang ngực đó thì các bạn sẽ lấy cho mình là bằng ngực chia cho 4, các bạn cộng cho 2. Dòng ngực ở đây là 86, các bạn chia cho 4, các bạn cộng 2 là bằng 21,5, các bạn cộng 2 là bằng 23,5. Bạn lấy qua cho mình đường 23,5. Sau khi các bạn có được 3 đường rồi thì các bạn nối lại cho mình. Rồi các bạn lên cho mình đường này là 3 phân. Kế tiếp các bạn dựng cho mình đường vuông góc nè. Lùi cho mình 2 phân nè, chia làm đôi nè. Chia làm đôi cho mình đường nữa nè. Các bạn sẽ vẽ được vòng nách. Sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến cái phần cổ áo. Cổ áo thì các bạn đầu tiên là lùi cho mình là 2 phân nè. Sau đó thì cái áo này nó sẽ có cái độ chồm, độ chồm qua cái góc bên đối xứng của nó nha các bạn nha. Thì ở đây mình sẽ cắt một cái miếng đối xứng vô đây trước đã. Với cái mẫu này khi chúng ta thiết kế xong thì các bạn sẽ cắt cái miếng đường nối chéo riêng ra nha. Và ở đây là cái tâm giữa nè, tâm giữa cái phần sau của ngực là nằm ngay ngực nè, các bạn sẽ ra cho mình là 3 phân. Sau khi có 3 phân rồi thì các bạn sẽ kẻ cho mình ngang một đường, nó nằm ngang ở cái phần ngực nè. Rồi kế tiếp thì các bạn sẽ bắt đầu đi cổ. Nếu mà các bạn không quen thì các bạn có thể là nối gạch gạch gạch. Sau đó các bạn đi ra cho mình phần 3 phần và mỗi chia thành 3 phần 1, 2, 3. Sau đó mỗi phần thì các bạn sẽ ra cho mình 1 phần rưỡi. Đó, và các bạn đi xuống đường này. Rồi cái đường này thì các bạn gạch thẳng. Và khi các bạn gạch thẳng đường này thì cái áo này là nó sẽ có miếng. Miếng này chồm. Chồm là 3 phần đó các bạn. Mình sẽ cắt cái miếng đó ra, rời riêng ra. Này là 3 phân ha. Đó, các bạn sẽ cắt cho mình cái miếng chồm 3 phân này ra nè. Thì miếng chồm 3 phân này nó là vải gấp đôi nha các bạn. Nó là vải gấp đôi cho nên là các bạn cắt, các bạn mở rộng ra thì các bạn nối giữa thân trước, thân bên trái và thân bên phải thì nó sẽ có độ chồm như thế này. Nhớ lưu ý ha. Thì khi mà các bạn có được cái độ chồm rồi thì cái phần bên này nè, các bạn sẽ lùi lại cho mình là 3 phân. Thì nó sẽ nằm trong cái khung màu xanh này nè. Đó, và các bạn lấy đều cho mình là 6 phân. Các bạn lấy cho mình là 6 phân. 6 phân này rồi thì các bạn nhìn thấy nè, đây chúng ta có một đường, hai đường. Một đường, hai đường thì các bạn chồm xong rồi các bạn bắt đầu các bạn cắt mở cái đường này ra và các bạn xếp từng cái ly thì chúng ta sẽ ra được cái phần cổ áo mà có cái phần xếp ly giống như hình. Thì tạm thời ở đây là mình chưa có vẽ cái đường xếp ly này ha, lát nữa mình sẽ cắt ra và mình chỉ cho các bạn. Và bây giờ thì chúng ta giữ nguyên cái khung này và chúng ta sẽ cắt chừa đường may để mà thực hiện cho cái phần sau. Sau khi mà các bạn thực hiện xong được cái phần thân trước, cái khung cơ bản ha, thì các bạn sẽ dịch chuyển ra, các bạn thực hiện cho mình cái phần thân sau. Phần thân sau ở đây, kẻ cho mình một đường thẳng nè. Một đường thẳng từ cái đường gấp
giữa của phần thân trước nha. Và các bạn nhớ là cái phần thân sau á, nó sẽ không có cái đường gấp 2 xăng này đâu, cho nên khi các bạn thực hiện các bạn xếp cái phần 2 xăng này lại, các bạn dịch chuyển nó ra cho nó bằng. Nhớ nha, nhớ là phải có độ chồm ra 2 phân. Và ở đây phần ngực các bạn giảm vô 1 eo, các bạn lấy bằng, mong các bạn lấy bằng cho mình. Rồi, kế tiếp đó là cái phần tay áo. Dòng nách thì các bạn sẽ, đây là dòng nách thân trước cũ nè, các bạn đẩy lên cho mình 2 phân. Sau đó từ đây các bạn ra cho mình 0,7. Rồi, chúng ta sẽ có được cái phần thân sau. Đến cái phần cổ thì các bạn sẽ đi cho mình qua đây. Thì bắt đầu từ ở dưới sâu cổ của phần thân sau, các bạn sẽ lên ngược lại cho mình là 10 xăng. Thì chúng ta sẽ có được cái phần thân sau hoàn tất. Bây giờ mình lấy cái phần thân sau ra. Các bạn sẽ có được cái phần thân sau như thế này. Đây là mẫu 196. Chất liệu ở đây các bạn sẽ lấy cho mình là lụa von Cát Thái Phi nha. Đây là cái phần thân sau. Các bạn sẽ đo cho mình dòng nách. Ta cho mình cái dòng nách thân sau, bắt đầu vẽ tay áo nè, cái này 24, dòng nách thân trước nè 24. Rồi chúng ta sẽ có được dòng nách thân trước và dòng nách thân sau, thì các bạn sẽ bắt đầu vẽ tay áo. Mình sẽ vẽ luôn cái phần tay áo ở trên đây nha các bạn. Bạn kẻ cho mình một cái đường thẳng và một cái góc nối, và cái đường này từ đây đến đây nè, các bạn sẽ lấy cho mình một cái đoạn là bằng ngực chia cho 10 cộng cho 3. Dòng ngực ở đây của mình là 86 chia 10. 86 chia cho 10 cộng cho 3 là 8,6 cộng cho 3, thì các bạn sẽ lấy là gần bằng 12. Thì cái đoạn này các bạn sẽ lấy cho mình là gần bằng 12, nó nằm ở đây nè. Rồi sau đó là các bạn sẽ lấy cho mình cái dòng nách thân trước là 24 cộng dòng nách thân sau là 24. 48 chia cho 2 thì bằng 40. Bằng 24. Rồi các bạn sẽ lấy một cái đường xéo qua cho mình là bằng 24. Rồi cái tay á, là các bạn sẽ lấy cho mình cái tay dài. Tay ở đây các bạn lấy cho mình là dài 25. Và cái phần cổ tay là các bạn lấy qua hết luôn. Và các bạn may chút dúng. Rồi từ đây các bạn chia làm đôi nè. Ở đây các bạn xuống cho mình một phần, ở đây lên hai phần. Rồi chúng ta sẽ có được cái phần tay áo của cái mẫu này ở đây. Và này là phần thân trước. Rồi bây giờ mình sẽ cắt gập ra cho các bạn dễ nhìn. Và với cái phần tay này á, các bạn may rút dúng lại cho mình ở dưới cái phần tay này, các bạn sẽ may rút dúng ha. Bạn may rút dúng bằng cửa tay thôi, bằng khoảng 16. May rút dúng lại bằng khoảng 16 là được. Giờ mình có tay trước nè. Mình có tay nè, có thân nè. Và ở đây cái phần tay này các bạn nhớ làm cho mình cái phần nẹp ha. Nó sẽ có được một cái phần nẹp tay có độ lớn là 2,5 phân. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra. Mình cắt cái phần cổ này nè. Để mình hướng dẫn cho các bạn cái phần cổ xếp ly nha. Và các bạn nhớ lưu ý là khi mà các bạn cắt cái phần gập ở trên thân á, đây nè, cái đường này nè, nó sẽ có một cái miếng chồm. Cho nên là khi mà các bạn cắt á, là các bạn chỉ cắt cho mình hai cái phần thân theo đường này thôi. Cái đường này các bạn cắt rã ra luôn nha. Cái đường này các bạn cắt rã ra, các bạn chỉ cắt cho mình hai miếng thân như thế này. Một miếng này và hai miếng này. Các bạn nhớ lưu ý nha, nhớ lưu ý á, chứ không là mình làm nó bị ngược là không được ha. Và phần này nó sẽ ráp vô chỗ cái này nè, cho nên mình, các bạn sợ mình lộn đầu á, thì mình sẽ gắn đánh dấu vô làm biết chỗ này mình gắn ở đây nha. Rồi cái phần thân trước mình để qua đây. Bây giờ á, các bạn sẽ hình dung rằng
mình sẽ xếp ha. Ở đây mình có một xếp ly, hai xếp ly, các bạn sẽ xếp cho mình hai cái xếp ly một cái. Và cái phần này khi các bạn may á, thì các bạn nhớ là chúng ta may gấp đôi nếu mà vải mỏng, còn nếu mà vải dày thì các bạn chỉ cần bẻ cái góc này vô thôi. Và các bạn nhớ là dắt sổ và may mí nó, nhưng mà nếu mà dắt sổ may mí á, thì nó sẽ không đẹp bằng cái việc mà chúng ta may bằng hai lớp, mình ẩn nó đi thì nó sập, nó đẹp cái phần cổ áo mình hơn. Rồi các bạn sẽ bẻ góc vô ha, đó như thế này. Sau đó là các bạn sẽ đặt cái phần rập này lên. Thì các bạn hình dung rằng là cái phần rập này khi chúng ta thực hiện nó là đường cong, và cái này nó là đường thẳng. Thì khi mà các bạn để cái phần này lên nè, các bạn để này lên nè, thì cái phần mép này nè, các bạn sẽ rút xếp nó thêm một lần nữa để chúng ta canh được một cái góc ở góc này. Rồi các bạn kẻ ngang qua. Thì khi may thì các bạn cũng may khóa một cái góc phía trên này nha. Rồi tới góc dưới này thì các bạn nhìn thấy nó cũng là đường cong, nó cũng là đường cong, nhưng mà mí này thì các bạn sẽ bẻ cho nó mí này sát vô nè, để nó dư ra mới tạo cái được thụng cho cái phần cổ áo. Sau đó các bạn kẻ lại đường này. Đó, đường này thì các bạn nhớ phải thu nó vô ha, thu nó vô. Rồi sau đó, sau khi mà các bạn có xong được cái phần cổ, có xong được cái phần thân, thì các bạn sẽ đặt nó vào lại cái phần thân trước như thế này. Và cái góc này thì mình sẽ đặt vô đó. Thì các bạn sẽ có hai miếng, hai miếng này nó chéo qua nó chéo lại, thì các bạn sẽ ra được cái phần vòng cổ, và nó có được cái phần xếp ly giống như hình nha. Và bên kia thì các bạn sẽ lọt qua, chúng ta có thêm một miếng này nữa là chúng ta hoàn tất được cái mẫu áo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, chúc các bạn thành công và chúc chị em mình luôn vui khỏe nha, luôn may được nhiều mẫu đẹp cho mình và những người thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong chương trình ngày mai. Tissue xin chào cả nhà, chào đón chị em mình đã quay trở lại cùng với kênh Tissue Shop. Hôm nay thì mình giới thiệu cho chị em mình một cái mẫu áo kiểu ha. Mình nhìn thấy cái mẫu áo kiểu này thì nó sẽ có một bên tay hót và một bên là tay nó dài. Và bên tay này thì nó sẽ có cái phần xếp ly và có cái phần hoa hồng ở ngực. Với cái mẫu này thì chị em mình có thể là may bằng những cái chất liệu vải phi, vải tắp ta, vải linen, những cái chất liệu đơ cứng thì mình lên cái mẫu này được nha. Mình thiết kế là mình sẽ xếp đôi cái phần vải lại, sau đó thì mình sẽ gạch ngang qua một đường. Mình lấy cho tissue cái phần này là ngang vai. Ngang vai là vai chia cho 2. Vai ở đây của mình là bằng 34, chị chia 2 là bằng 17 ha. Mình lấy qua một đường là 17. Sau đó thì mình sẽ dựng một cái đường vuông góc xuống là 4 phân là hà vai. Vào cổ thì các chị sẽ lấy cho em là cổ chia cho 5. Dòng cổ là bằng 35, chia cho 5 là bằng 7. Dạ, mình sẽ nối được cái đường này. Sau đó là các chị xuống cho em là bằng ngực chia cho 5. Và ở đây các chị cộng cho em 1,5. Dòng ngực ở đây là 86, các chị chia cho 5 cộng cho 1,5 là 17,5 cộng cho 1,5 thì mình sẽ bằng là 19. Các chị lấy xuống cho em là 19 và một đường vuông góc. Kế tiếp thì lấy xuống cho em một cái đường hạ eo là bằng 35. Và dài áo thì tùy các chị ha, mình sẽ lấy ở đây là mình lấy dài áo là 56. Các chị lấy tùy ý ha, chiều dài thì tùy ý. Sau đó thì mình sẽ lấy cái phần ngang ngực. Ngang ngực ở đây thì các chị sẽ ngang ngang mông chứ. Ngang mông thì mình lấy là mông chia cho 4, mình cộng cho 1. Ngang eo là eo chia cho 4. Eo chia 4, các chị sẽ cộng cho em là 4 này các chị cộng cho em là 4. Và ngực chia cho 4 cộng 2. Rồi giờ mình ráp số nè. Dòng mông ở đây của mình là bằng 98, các chị chia 4 cộng 1. 98 chia 4 là 24,5 cộng 1 là bằng 25,5. Mình lấy con số 25,5 này mình gắn vô đây. Rồi
ngang eo, eo chia cho 4 là 72, các chị chia 4, các chị cộng cho em là 4, 72 chia 4 là 18, cộng 4 là bằng 22. Mình lấy con số 22 này mình ráp vô đây. Rồi kế tiếp là ngực, ngực chia cho 4, ngực ở đây mình là bằng 86, chị chia 4 cộng cho 2 là bằng 21,5, cộng cho 2 là bằng 23,5, các chị cho qua đây 23,5. Ở đây á, thì các chị sẽ lưu ý cho em sẽ có một bên là ngực eo chia cho 4 cộng 4, và một bên á, là em chia 4 em cộng cho 1,5 ha. Nhớ lát nữa em sẽ có điều chỉnh cái chỗ đó để mình ra được cái mẫu áo. Rồi. Với cái phần tay á, thì mình cũng sẽ có hai kiểu tay trong một cái phần thân áo. Cái này hai phần nè, cái này chia làm đôi nè, chia làm đôi lần nữa nè. Mình sẽ móc được một cái phần tay ha. Rồi bây giờ nha, các chị nhìn nè, một cái phần tay á, là các chị sẽ nhích lên cho em một cái đường vuông góc. Từ này ra đây là 3 phân, các chị nối vô là mình sẽ có được một đường. Và một cái phần tay kia nữa thì các chị sẽ cũng đây, nhưng mà các chị ra cho em là thêm 4 phân nữa là 7, và các chị sẽ nối vô đây ha. Đó, chúng ta sẽ có hai cái phần tay như vậy. Còn trong trường hợp mà các chị không muốn nối phần tay thì các chị cắt cái phần tay hót khác riêng rời ra cũng được. Đó là cho cái phần thân chính, thân trước. Bây giờ đó thì tissu mới bắt đầu là cắt ra và rã rạch nha. Dạ, bây giờ cái thì mình sẽ có được cái phần form nè. Các chị nhìn nha, mình sẽ có được cái phần form. Sẽ có một bên tay là em giữ nguyên, còn một bên tay là em gọt nó đi. Mình sẽ có hai cái phần tay không có đối xứng với nhau. Là một cái nè. Rồi sau nữa là cái phần eo này á, thì các chị rã ra cho em. Chị sẽ lấy cho em là một bên này eo chia cho 4 cộng 1,5 là 22, 22,5. 22 này các chị trừ đi cho em 1,5 thì nó sẽ bằng là 22 trừ 1,5 là 20,5, thì các chị sẽ lấy qua cho em con số 20,5. Các chị đặt vô cho em này để mình cắt cái phần eo ở trên cái phần thân á, là nó theo đường này, còn eo ở trên để chúng ta mở rộng cái phần bên sườn thì mình sẽ lấy nó lớn và cộng cho 4. Rồi bây giờ thì các chị coi em thực hiện nha. Cắt cái phần này. Cắt phần này ra nè. Cái phần thân dưới này các chị đáng riêng ra ha. Rồi mình mở rộng phần này. Mở rộng các chị coi ha. Ở đây là phần cổ mình lấy dấu lại nè. Hai cái phần cổ này nó bằng nhau nè. Mở cái phần tay này ra. Thì cái cổ này là nó nằm ở cái góc trên nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình biến tấu cho cái phần cổ. Ở đây các chị lùi vào cho em hai phân nè. Và từ đây chị lùi vào cho em 4 phân nè. 2 phân, 4 phân rồi các chị sẽ đi ngang. Mình sẽ có một cái phần góc cổ nhỏ nhỏ như thế này. 2 phân, 4 phân. Mình sẽ có phần góc cổ như thế. Và ở cái phần eo á, thì hồi nãy là chúng ta sẽ có cái phần eo ở trên thân. Thì ở đây các chị lấy qua cho em là 9. Bên này cũng là 9. Thì sẽ có một bên đó là chúng ta sẽ xếp ở trên cái phần vai, thì bắt buộc là các chị phải mở cho em một cái phần bên dọc ở đây, cách 4 phân, và các chị nối lên đây. Và ở đây eo này nè, mình cộng cái góc này là 4 phân đúng không, và cái góc này là các chị sẽ để nguyên, mình sẽ không có cộng cho cái phần bên eo này, cho nên là khi mà thực hiện á là mình sẽ cắt đường này. Và ở đây thì các chị sẽ đo vào cho em là 4 phần. Rồi dán cái phần này vô đây, mở rộng ra. Rồi chúng ta sẽ mở rộng được cái phần bên này. Và cái bên cái phần bên này nè, thì chúng ta cũng có một bên
bốn thân. Nhưng mà hồi nãy là các chị nhớ là cái dòng eo của mình trên cái phần thân khi mà mình chia 4 á, là nó 72 mà chia cho 4 thì nó bằng 18 ha. Và cái góc này là khi chúng ta xếp vào thì nó ra lại đúng bằng eo trên thân nha. Bên góc này nó ra lại bằng đúng eo trên thân. Còn bên góc này thì nó ra dư 4 phân. Nhưng mà mình vẫn để như vậy tại vì á, là mình xả bên này 2 phân, bên này 2 phân thì nó sẽ ra được cái phần form áo nó rộng như thế này. Trong trường hợp mà các chị mà muốn cho cái eo mình, cái eo này nè, nó ôm sát vào thì các chị sẽ giảm thêm cho em 2 phân ở đây nữa, bằng cái cách là các chị cũng sẽ đi cho em một cái đường mở về đây và các chị mở rộng cái đường này ra nữa thì các chị sẽ mở rộng được cái phần eo 2 phân. Nhưng mà nếu như vậy thì nó sẽ rộng cái phần ngực, nó sẽ không ôm phần ngực, nó không đẹp. Cho nên vẫn giữ đây và cái áo của mình rộng. Và các chị sẽ xử lý bằng cách là các chị sẽ giảm cho em một phần ở đây thì mình sẽ vô lại nó bằng với lại cái phần eo trên thân ha. Các chị nhìn thấy ha, thì nó sẽ bằng lại với lại phần eo trên thân. Và chúng ta chỉ cần cái việc là chúng ta dán cái phần eo này lại chung với nhau là chúng ta sẽ hoàn tất được cho cái phần thân trước của cái áo. Và cứ vậy là các chị sẽ đặt rập lên, các chị thực hiện trên cái phần vải thôi. Rồi, sau đó là phần cổ này thì các chị sẽ cắt liền rồi. Thì cái phần này các chị mở ra thì các chị xếp ly và chúng ta sẽ đặt cái bông hoa hồng ở trên này. Và chúng ta sẽ ra được cái mẫu như hình. Bây giờ á, thì cái phần thân sau thì các chị cũng cắt tương tự như phần thân trước. Nhưng mà phần thân sau này á, thì các chị nhớ lưu ý cho em. Phần sau của mình á, nó sẽ không có cái đường mở của cái phần xếp ly ở trên cái phần vai. Cho nên á, là bắt buộc các chị sẽ phải thực hiện cái phần thân sau mà mình cắt, mình dựa vào cái phần thân còn lại bên này nè. Các chị đặt lên trên cái phần rập ha. Mình lấy cái phần thân bên này để mình sang dấu qua. Và cái phần nách này nè, các chị nhớ lưu ý ha. Cái phần nách này thì mình sẽ lấy cái phần nách lớn để mình sang dấu qua ha. Sau đó là mình gọt lại cái phần nách nhỏ cho nó phù hợp với lại cái phần thân bên kia. Đây là cái phần vai, đây là phần cổ. Thì vai này thì các chị cũng sẽ lên cho em là 2 phân đó. Và sau khi mà các chị sang được cái phần dấu trên eo rồi á, thì các chị lấy ra rồi mình kiểm tra lại một lần nữa. Cái phần ngực thân sau á, nó sẽ nhỏ hơn phần ngực thân trước là 1 phân. Cho nên hồi nãy 23,2 thì ở đây mình sẽ lấy là 22,2 và các chị sẽ giảm lại cho em một phần dòng nách. Đó là chúng ta sẽ đi được cái phần nách tay này lên cao nè. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cho cái phần thân sau. Rồi á, là các chị sẽ đo được cho mình được một bên của cái phần nách thân sau nè, nó trùng nè, cái đường cong này nó trùng nè, cái phần vai này nó cũng trùng nè. Đó, thì các chị sẽ đẩy cho em cái phần vai cổ này nó lên và cái phần thân còn lại bên kia. Giả sử như đây là một cái miếng một nửa còn lại bên kia nha, thì Sù sẽ lật, ngược lại. Sẽ lật ngược lại như thế này thì các chị cũng sẽ đặt cái phần rập lên và các chị sẽ sang dấu lại cái đường nách bên kia nó như thế này và các chị đẩy cái phần cổ này lấy đúng lại bằng dấu thì chúng ta sẽ cắt giảm đi cái phần nách của thân sau và phần cổ thì các chị đánh ngang qua bằng cổ thân trước. Như vậy thì chúng ta sẽ hoàn tất được cho cái mẫu này. Thì Tisu mới vừa giới thiệu cho các chị xong được cái cách chúng ta thiết kế cho cái mẫu rập của mẫu áo kiểu. Mẫu này là 2200, hình như mẫu này 210 á. Rồi, thì nếu như mà các chị không có cái gì thắc mắc hoặc là các chị có cái điều gì mà chưa rõ thì các chị sẽ bình luận vào bên dưới ha. Tisu sẽ xem cái phần bình luận và trả lời cho các chị sau.
Chúc các chị thành công, luôn may được nhiều mẫu đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Thì Thi Xu cũng có đọc một vài tin nhắn, thì các bạn nói là hôm nào chị ơi vẽ thêm cái mẫu, vài mẫu cho các bạn trẻ đi. Thì ngày hôm nay Thi Xu sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cái mẫu thiết kế này. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên thì các bạn kẻ cho mình một cái đường ngang nè. Cái phần này thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ có cái độ chồm từ khoảng eo, cho nên là mình sẽ dựng cái thước vuông góc và trừ lại cái khoảng cách để mình vẽ phía trong đường eo ha. Cái áo này thì các bạn sẽ vẽ cho nó là ngắn trên eo, cho nên cái mẫu này mình sẽ chỉ lấy cái dài là 55cm thôi. Các bạn sẽ đi ngang qua cho mình. Rồi, từ đây thì các bạn sẽ lấy ngang qua cho mình ngang vai. Ngang vai là bằng vai chia cho 2. Ở đây cái vai của mình thì các bạn nhìn thấy nó bằng 34 ha. 34 chia 2 là bằng 17, thì các bạn sẽ lấy qua cho mình một đường là 17. Sau đó là hạ vai thì các bạn sẽ lấy là 4. Rồi các bạn sẽ lấy cho mình là cổ chia cho 5. Cổ là bằng 35 chia cho 5 là các bạn lấy qua bằng 7, thì mình sẽ lấy qua bằng 7. Sau đó là các bạn sẽ nối hai đường này lại chung với nhau. Kế tiếp là các bạn sẽ lấy xuống cái phần ngực. Hạ ngực thì các bạn lấy cho mình là bằng ngực chia cho 5. Cái mẫu này nách rộng cho nên các bạn sẽ cộng cho 2. Thì dòng ngực ở đây mình bằng là 86 mà chia cho 5 cộng cho 2 là bằng 17,5, cộng 2 là bằng 19,5. Các bạn lấy xuống cho mình một đường là 19,5. Bạn lấy qua. Sau đó hạ eo thì các bạn sẽ lấy cho mình là bằng 36. 36 hoặc 35 tùy theo cái số đo của các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ có được cái form của thân trước như thế này. Sau khi có được cái phần form thân trước thì các bạn sẽ lấy ngang ngực cho mình. Cái áo này form rộng, ngực chia cho 4, các bạn cộng cho mình 2. Dòng ngực ở đây của mình là 86 chia 4 cộng cho 2 thì nó bằng 21,5, cộng cho 2 thì bằng 23,5. Các bạn lấy qua cho mình một đường là bằng 23,5. Sau đó các bạn sẽ lấy cho mình eo chia cho 4, các bạn cũng cộng cho mình là 1. Eo ở đây các bạn sẽ được là 72, các bạn chia cho 4 cộng cho 1, 18 cộng cho 1 là bằng 19. Các bạn sẽ lấy qua cho mình một đường là 19. Sau đó là ngang mông thì các bạn sẽ lấy cho mình là bằng mông chia cho 4, các bạn cộng cho mình 2. Dòng mông đây là 24,5, các bạn cộng 2 thì bằng 26,5. Các bạn lấy con số này đo qua là bằng 26,5. Sau đó thì chúng ta sẽ nối các đường lại với nhau thì chúng ta sẽ có được cái phần sườn. Và mẫu này thì các bạn sẽ lên cho mình cái phần này là 3 phân. Và cái áo này thì nó sẽ được rã ngay cái vị trí là trên cái đường ngang eo nha các bạn nha. Trên cái đường ngang eo một phân thì mình sẽ rã cái đường này ra. Và sau khi mà các bạn rã được cái đường này thì các bạn nhớ lưu ý cái phần cổ mình sẽ vẽ, sau đó mình sẽ kéo dài qua, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Kế tiếp là chúng ta vẽ dòng nách là dựng đường vuông góc nè. Lùi cho mình 2 phân, chia làm đôi lần nữa. Các bạn vẽ cho mình được cái dòng nách trên áo. Và cái phần cổ này thì các bạn lùi vào đây cho mình là 4 phân. Và cái phần kéo ngang qua thì các bạn sẽ đo cho mình, ví dụ eo của này mình 20 thì các bạn sẽ lấy cho mình một nửa eo là các bạn kéo dài qua nó là 10, là nó nằm ở đây nè. Rồi sau đó thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta đi cái phần tim. Phần tim này nếu mà các bạn không muốn cho nó sâu á thì các bạn có thể nâng cao nó lên khoảng 3 phân ở đây, thì các bạn sẽ đi ở đây nè. Tim này các bạn đi lại, nhưng mà đến đây thì các bạn sẽ xuống lại như thế này. Thì các bạn đi được cái phần tim nó là như thế này rồi thì cái phần thân trên các bạn xong ha. Và cái phần ở này nè là 10 phân còn lại thì các bạn sẽ cột dây. Nhưng mà riêng đối với cái phần bèo này nè thì ở đây các bạn điều chỉnh nó sẽ là cái phần vải gấp đôi. Và các bạn sẽ tăng cái khoảng cách này lên, ví dụ đây là 20 đúng không? Thì các bạn sẽ kéo dài ra thêm cho mình 20 xăng nữa. Ở đây là 20 nè, thì bên này các bạn sẽ lấy gấp đôi eo thì nó cũng sẽ là bằng 20. Rồi sau đó là các bạn sẽ đi cái đường xéo từ cái đường này nè. Các bạn dịch chuyển nó là đường song song, các bạn đi đường xéo này ra. Đó, rồi các bạn sẽ đo khoảng cách này nó là bằng 16 đúng không? Tùy theo cái áo, dài áo nha các bạn. Này tùy theo dài áo mà các bạn sẽ điều chỉnh cho phù hợp. Thì đây các bạn sẽ điều chỉnh vô thì chúng ta sẽ có được
cái miếng gấp đôi, và các bạn sẽ rút dúng cái phần này lại thì chúng ta sẽ ra được cái phần ở dưới cho cái phần thân áo. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ thực hiện cho cái phần thân trước. Bây giờ từ cái phần thân trước này á, là mình sẽ cắt rã cái phần thân trước và mình đặt cái phần thân trước lên, mình vẽ cho cái phần thân sau. Các bạn quan sát nha. Khi cắt thì mình vẫn là cắt cái phần form nó lớn theo cái liền như thế này. Các bạn sẽ cắt cho mình nó liền như thế này ha. Đây, các bạn sẽ cắt được cái phần thân trước nó liền như thế này. Thì khi các bạn vẽ xong được cái phần thân trước thì các bạn sẽ gấp cái phần thân trước này lại để các bạn thực hiện cho phần thân sau. Thì thân sau nó sẽ không có độ chồm này nè, và nó cũng không có cái đường xéo ra, thì các bạn có thể là tạm thời các bạn xếp nó lại. Bạn tạm thời xếp nó lại như thế này ha. Sau đó là các bạn sẽ đặt nó lên cái phần giấy để các bạn sẽ thiết kế cho cái phần thân sau. Giấy này của mình ở đây có thể là mình sẽ không đủ, cho nên là mình sẽ dán thêm một miếng vào. Nếu các bạn dư giấy thì các bạn cứ cắt thoải mái. Đó, mình sẽ dán thêm miếng giấy để mình cắt cho cái phần thân sau ở đây. Rồi các bạn đặt lên nha. Đặt lên thì mình sang dấu cái đường này qua nè. Mình kéo nó thẳng lên nha. Rồi á, cái phần cổ nè, phần vai nè, các bạn lấy dấu vai của phần thân sau nè. Các bạn kéo thẳng lên đây hai phần cho cái phần thân sau. Sau đó thì các bạn sẽ lấy cái phần này ra cho mình 7 ly nè. Phần nách này thì các bạn sẽ giảm vào một phần của cái phần ngực ha. Rồi các bạn kẽ cái đường sườn. Đó, phần đường sườn này á, thì các bạn sẽ kéo ra. Rồi các bạn sẽ đánh lại cái phần lai của thân sau dựa trên cái phần thân trước. Đó là các bạn hoàn tất được cho cái phần thân sau dựa trên phần thân trước. Và cổ thân sau á, thì từ cái thân trước này các bạn lên cho mình là 9 phân nha. Rồi á, mình đặt cái thước vô đây, mình đi cái phần cổ với thân sau lại thì các bạn sẽ hoàn tất được cái phần thân sau trên cái áo. Giả sử trong cái trường hợp mà các bạn cũng muốn thân sau các bạn may rút dúng cái phần eo, thì các bạn có thể rã cái phần eo và các bạn sẽ mở rộng ra, các bạn lấy eo của thân sau, cái phần rút dúng nó sẽ lớn giống như trong cái hình như thế này luôn cũng được ha. Thì các bạn sẽ rã cái phần eo của thân sau, phía dưới nó bằng giống như của phần thân trước, còn phần thân trên thân sau các bạn sẽ giữ nguyên. Thì đây là cái cách mà các bạn thực hiện cái phần thân sau dựa trên cái phần thiết kế của thân trước. Mình sẽ cắt cho cái phần thân sau này. Và mình sẽ lấy ra ha. Thì mình cắt. Mình cắt được cho cái phần thân sau rồi nè các bạn. Rồi sau khi mà chúng ta có được cái phần thân sau và phần thân trước thì các bạn sẽ bắt đầu chúng ta đo cái dòng nách tay để chúng ta vẽ cho cái phần tay áo. Bây giờ các bạn sẽ đo cho mình dòng nách tay của thân trước nè. Ở đây các bạn sẽ đo được nó là bằng 20. Còn dòng nách tay của tay sau nè, ở đây mình đo được là 23. Mình sẽ có được hai cái dòng nách tay ở đây ha.
Rồi các bạn sử dụng cho mình một cái phần giấy. Và các bạn nhìn thấy cái tay này của mình nè, nó sẽ rút dúng hơi nhẹ ở phần đầu và nó phồng ở dưới. Cho nên là trước khi mình cắt cái phần tay áo thì mình sẽ xếp cái phần này và xếp vào cái độ thụt lùi của nó là 10 phân nha. Các bạn nhớ nha, mình sẽ lấy cái đường này là làm đường chuẩn 10 phân nè. Rồi từ đây các bạn sẽ đo xuống cho mình một đường, nó sẽ bằng là ngực chia cho 10 cộng cho 3. Dòng ngực của mình ở đây á là bằng 86. 86 chia cho 10, sau đó là các bạn cộng 3 thì nó bằng 8,6 cộng 3 thì hai này cộng lại gần bằng 12 ha. Thì mình sẽ đo từ trên xuống dưới là 12. Mình dựng một cái đường vuông góc. Đường này sẽ là đường vuông góc. Sau đó thì các bạn sẽ lấy cho mình dòng nách thân trước cộng với dòng nách thân sau. Dòng nách thân trước là 20 cộng dòng nách thân sau là 23 thì nó ra được 45. Các bạn chia cho 2 thì nó bằng 22,5. Thì các bạn sẽ lấy con số 22,5 ở đây nè. Các bạn sẽ đặt 22,5, bạn đặt vào đây. Rồi các bạn sẽ canh cái điểm cuối nó nằm ở đây. Điểm đầu nó là 22,5, các bạn gạch ngang vào một đường. Sau đó là bạn chia làm đôi. Chia làm đôi, phần này các bạn xuống cho mình 1. Và phần một nửa này các bạn lên cho mình là 2. Rồi các bạn sẽ đi cho mình dòng nách. Chúng ta sẽ được cái dòng nách trên thân. Và cái tay áo này thì các bạn sẽ lấy cho mình dài cái phần tay. Tay này thì các bạn lấy dài cho mình là bằng 25 nha. Đó, thì các bạn sẽ lấy cái phần cửa tay qua cho mình là bằng 16. Thì các bạn sẽ nối phần này lại. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ ra 10 phân nè. Nhưng mà các bạn sẽ lấy luôn cái 10 phân này. Nhưng mà các bạn rút dúng nó lại thì bằng con số 16 này thôi. Thì nó sẽ ra được cái cửa tay. Và trên đầu này thì các bạn sẽ may rút dúng thì chúng ta sẽ ra được cái phần tay thòng giống như hình. Thì đây là cái cách mà mình hướng dẫn cho các bạn cái mẫu này 212 nè. Nếu các bạn có phần nào không rõ hay không hiểu thì các bạn có thể là bình luận vào bên dưới ha. Mình sẽ xem và trả lời cho các bạn khi mà mình đọc thấy bình luận. Thì chúc chị em mình thành công với mẫu này và luôn may được nhiều sản phẩm đẹp cho những người thân yêu và luôn vui khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo. Rủ nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào trong cái phần thiết kế của cái mẫu này. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ thiết kế cho cái phần thân trước. Mình sẽ lấy một cái phần ngang nha cả nhà. Này lấy dài áo thì mình lấy cái phần khung ngang qua. Cái phần này thì các bạn sẽ lấy là vai chia cho 2. Vai ở đây của mình nó bằng cái số đo là bằng 34 chia cho 2 thì nó được 17. Thì mình sẽ lấy qua là 17. Sau đó là mình sẽ lấy hạ vai một đường là 4 xăng. Sau đó là các chị sẽ lấy vào cổ là cổ chia cho 5 là bằng 35 chia cho 5 theo số đo là bằng 7. Mình sẽ lấy qua là 7. Và các chị sẽ nối cho em được cái đường sườn vai. Sau khi nối được đường sườn vai thì mình sẽ lấy phần hạ ngực. Hạ ngực ở đây thì các chị thấy áo sát nách ra là ngực chia cho 5, các chị cộng cho em là 1. Dòng ngực ở đây của mình là 86, các chị chia 5, cộng 1 là 17,5, cộng 1 là 18,5. Các chị lấy xuống cho em là 18,5 dựng đường vuông góc. Sau đó là các chị sẽ lấy xuống là phần hạ eo là bằng 35. Cái này chúng ta sẽ có được phần dài áo. Rồi, bây giờ thì cái phần ngang ngực thì các chị sẽ lấy cho em là bằng ngực chia cho 4 cộng cho em là 2, eo chia cho 4 cộng cho em 1,5 và mông chia 4 cộng 1. Mình ráp số nè. Dòng mông ở đây là 98, các chị chia 4 cộng 1 thì các chị sẽ được là 24,5 cộng 1 là 25,5. Lấy qua cho em một đường là 25,5. Ngang eo, eo chia 4, eo là bằng 72 chia cho 4 cộng 1,5 là bằng 18 cộng cho 1,5 là bằng 19,5. Lấy qua cho em một đường là 19,5. Sau đó là ngang ngực chia 4, ngực ở đây là 86. Các chị chia 4 cộng cho 2 là 21,5 cộng 2 là bằng 23,5. Mình lấy qua một đường là 23,5. Sau khi có xong rồi á, thì các chị sẽ vẽ cho em. Đường sườn.
Sau đó thì mình sẽ vẽ dòng nách dựng vuông góc, rồi cho em là hai phần chia làm đôi. Là mình sẽ có được cái phần dòng nách của thân áo nha. Sau khi mà các chị vẽ được cái dòng nách thân áo thì mình bắt đầu mình xác định cái điểm thòa cổ. Thì cái áo này bắt đầu từ cái phần ngang ngực các chị xuống cho em là 7 phân, lấy ra cho em một đường. 7 phân lấy ra cho em một đường là bằng 7, lấy ra em một đường là 7. Sau đó là cái phần cổ này á, là các chị sẽ từ đây nè. Từ đây nè, các chị sẽ ra cho em là 2 phân. Và mình sẽ đi một cái đường cho nó hơi gọn cái phần cổ lên chút xíu ha. Sau đó là các chị sẽ hình dung là chúng ta sẽ có được cái phần cổ tim. Cổ tim của mình á, là nó sẽ bắt đầu đi từ cái điểm 7 phân này và nó sẽ đi qua cái điểm 2 phân, và các chị sẽ kéo dài cho em cái phần này nè. Cái phần kéo dài này thì các chị sẽ lấy cho em cái độ dài, độ lớn của nó là 3 phân, độ dài của nó là bằng 1/2 cổ sau, để chúng ta nối được cái phần cổ qua ha. Và khi mà các chị kéo dài vậy thì các chị sẽ nhớ lưu ý là chúng ta sẽ kéo dài nó luôn xuống với cái phần lai nha. Đây em bị thiếu giấy nè, nên em chêm vô cho nó kéo dài xuống phần lai luôn. Rồi, mình sẽ đi thẳng xuống nè. Và đi ngang qua nè. Thì cái áo này á, hai cái thân trước á, nó sẽ chồng với nhau là 7 phân nha mấy chị. Và mình vẽ được cho cái phần thân trước. Và nếu mà các chị muốn xem cái mẫu cho nó kỹ và rõ hơn đó, thì các chị sẽ vào trong Facebook Jisoo Shop. Em sẽ chụp hình và em đăng vào trong đó thì cho các chị dễ dàng theo dõi nha. Rồi cái mẫu này khi mà chúng ta thực hiện như thế này nè, thì các chị nhìn thấy là trên cái phần vai á, là nó sẽ có cái đường xếp. Nhưng mà mình sẽ cắt cho cái phần thân trước để mình đặt lên mình vẽ cho cái phần thân sau. Sau đó là mình sẽ điều chỉnh cái phần xếp ở trên cái phần cổ sau nha. Nhưng mà ở đây á, thì cái phần sắc đắp cho nên là các chị sẽ giảm vô cho em ở đây một đường. Giảm bỏ phần này đi, giảm vào cho em là 1/2 nha. Là chúng ta xong được cái phần thân trước, mình sẽ cắt. Sau đó là mình mới hướng dẫn cho các chị cái cách chúng ta xếp cái phần cổ sau khi mình vẽ phần thân sau. Các chị nhớ là mình sẽ giảm cho cái phần nách nha. Rồi mình sẽ vẽ được cho cái phần thân trước nè. Giờ các chị đặt cái phần thân trước lên để mình điều chỉnh cho cái phần thân sau. Mình đặt lên đây. Sau đó là với cái phần thân sau á, là nó sẽ không có cái chòm nha các chị. Nó sẽ không có cái chòm 7 phân này, cho nên em sẽ xếp cái 7 phân này lại ha. Mình sẽ sang dấu lại cái đường sống giữa của cái phần thân sau. Xen dấu lại cái đường sống giữa của thân sau nè. Sau đó là cái phần vai này nè, vai này là của thân trước đúng không? Là các chị sẽ lên cho em một cái đường này, lên cho em là 2 phân. Lên cho em đường đó 2 phân và cái phần dòng nách nè. Thì mình cũng lấy cái bằng ngang vai ha. Sau đó là cái nách này thì các chị sẽ ra cho em là 7 ly. Từ đây ra đây là 7 ly. Sau đó là cái phần ngực này thì các chị sẽ thu lại cho em là 1 phân. Rồi.
Rồi sau đó là cái cổ này á, là cái chị thấy nó nằm ở đây đúng không? Thì từ cái vị trí này nè, các chị sẽ đánh cho em cái phần sau cổ sau. Thì nó cách cái phần sau cổ trước này lên đây cho em là 7 phân, là chúng ta hoàn tất được cái phần thân sau của cái mẫu áo này. Nếu mà có cái phần nào mà chưa có rõ hoặc là các chị cần hiểu rõ hơn á, thì các chị cứ bình luận vào bên dưới nha. Mình sẽ xem và mình sẽ trả lời cho các chị em mình sao. Rồi phần thân sau này xong nè, bây giờ mình sẽ cắt cho phần thân sau. Sau đó là mình hướng dẫn cho các bạn xếp ly cái phần cổ áo. Bây giờ cái thân sau này mình để riêng qua một bên nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho chị em mình cái cách chúng ta xếp ly cho cái phần cổ áo thân trước ha. Mình sẽ rã cho cái phần eo này ra nè. Rồi. Bây giờ với cái phần eo này á, là mình muốn có độ rộng cho cái phần eo thì bắt buộc mình phải tăng nó thêm. Cho nên mình sẽ dán cho nó thêm một miếng giấy ở đây nè. Đó, mình dán cho nó một miếng giấy thì ngay cái vị trí này. Các chị lấy ngang qua cho em một đường. Ở đây là các chị lấy ra cho em độ rộng của nó là 5 phân. Các chị nối cái phần này vô cho em. Rồi, sau đó là từ đây thì các chị sẽ lùi vào cho em là 9 phân ha. Mình sẽ vẽ được một cái đường bên dọc ở đây nè. Rồi cái phần cổ này thì các chị sẽ nhìn thấy là nó sẽ mở bắt đầu từ cái phần vai nè. Nên là em kẻ một cái đường nữa lên. Ở đây là 5 phân. Sau đó thì các chị sẽ cắt mở cho em cái đường này. Đến cái điểm đầu bên này các chị cắt xéo nè. Và các chị sẽ đo cho em từ ở ngoài vô là 5 phân. Sau đó thì các chị sẽ dán cho em cái phần 5 phân này lại. Và các chị có được cái phần 5 phân này rồi thì các chị sẽ dán lại. Dán lại cho em cái phần này. Là chúng ta mở rộng được cho cái phần cổ phía trên. Thì phần cổ phía trên nó có 5 phân thì các chị sẽ chia cho mình ra mỗi một cái xếp ly như vậy thì mình sẽ được là 1/7 ha. Thì các chị sẽ mở rộng cái này là các chị chia đều nó ra thì các chị sẽ được 1/7. Mình sẽ dán vô hướng dẫn cho các bạn ha. Ở đây các chị mở rộng ra được nè. Thì bây giờ mình sẽ kẻ những cái đường xếp ly. Ở đây mình sẽ xếp một xếp nè. Rồi cái phần này á, bên góc này chúng ta sẽ có một xếp nè. Và cái phần góc này chúng ta có một xếp nè. Phần này các chị sẽ chia giữa nè. Thì chúng ta sẽ chia thành ba cái đường xếp ly như thế này. Và công việc còn lại là các chị chỉ cần xếp và may khóa nó lại thôi. 1/7. Đó, thì các chị xếp lại rồi chúng ta sẽ cắt lại cho cái phần bên trên thân và chúng ta hoàn tất được cho cái mẫu áo này. Như vậy thì Kiso mới vừa chia sẻ xong cho chị em mình cái mẫu áo mà có cài chòm. Thì chòm này thì các chị cũng sẽ cắt hai cái phần thân
như thế này và phần thân sau là phải gấp đôi. Thì các chị sẽ đặt lên và cắt cho trên vải, nhớ chiều đường may. Và khi may thì các chị sẽ may cho em là cái đường xếp ly trước. Sau đó phần này thì các chị sẽ có cái phần nẹp theo thân. Rồi á, các chị sẽ may cái phần vai, sau đó là cổ này thì các chị sẽ may cái đường nẹp này trước. Sau đó là mình trừ cái khoảng cách này để mình trang cho cái phần cổ thân sau. Và chúng ta may sườn, chúng ta viền cái tay thì chúng ta hoàn tất. Thì chúc các chị thành công, hẹn gặp lại các chị ạ. Bây giờ thì bước đầu tiên các bạn vẽ cho mình một cái đường ngang. Đường ngang này thì các bạn sẽ lấy cho mình cái phần ngang vai là vai chia cho 2. Các bạn sẽ có số đo vai. Vai là bằng 34 chia cho 2. 34 chia cho 2 thì bằng 17. Thì các bạn sẽ lấy con số 17 này, các bạn đo qua 17 ở đây. Sau đó các bạn dựng cho mình một cái đường vuông góc là 4. Kế tiếp thì các bạn sẽ đi vào cho mình vào cổ là cổ chia cho 5. Cổ đây mình lấy là 35 chia cho 5 thì mình được 7. Thì các bạn sẽ lấy ngang qua đây là 7. Các bạn nối hai đường này vô. Khi bạn nối vào rồi thì các bạn sẽ lấy cho mình cái phần hạ ngực. Hạ ngực ở đây là các bạn sẽ lấy cho mình ngực chia cho 5. Các bạn cộng cho mình là 1. Dòng ngực ở đây của mình là 86. Mình chia cho 5 thành cộng 1 là bằng 17,5. Cộng 1 là bằng 18,5. Các bạn lấy xuống cho mình một đường là 18,5. Sau đó thì các bạn sẽ hạ cho mình hạ eo là bằng 35. Và các bạn sẽ lấy cho mình giả áo. Giả áo ở đây các bạn sẽ lấy cho mình là giả áo là 57. 50 và 57. Rồi các bạn sẽ lấy các đường ngang cho mình ha. Bây giờ mình lấy trước là ngang mông. Ngang mông thì mình lấy mông chia cho 4, mình cộng 1,5. Dòng mông ở đây của mình là 94, mình chia cho 4, mình cộng 1,5 là bằng 24,5. Các bạn cộng 1,5 thì các bạn được 26. Các bạn lấy con số ngang 26 để vào đây. Rồi ngang eo thì các bạn lấy cho mình eo chia cho 4 cộng cho 2. Dòng eo của mình là 72 chia cho 4 cộng cho 2 thì bằng 18 cộng 2 là bằng 20. Các bạn lấy qua con số này 20 cho mình. Rồi ngang ngực đó thì các bạn sẽ lấy cho mình là ngực chia cho 4, các bạn cộng cho 2. Dòng ngực ở đây là bằng 86. Các bạn lấy 86 chia 4 cộng 2 thì các bạn bằng 21,5. Các bạn cộng 2 là bằng 23,5. Bạn lấy ngang qua 23,5. Sau khi có 23,5 rồi thì các bạn nối cái đường này vào. Và các bạn sẽ dựng cho mình một đường vuông góc. Sau khi có đường vuông góc rồi thì các bạn sẽ lùi vào cho mình. Bên này các bạn lùi vào. Vẽ cho mình lồng nách. Phần bên này thì các bạn sẽ lùi vào cho mình là 9 phân nè. Các bạn sẽ vẽ cho mình một đường bên dọc. Và đường bên dọc và các bạn sẽ đi góc cho mình. Giảm ở đây cho mình là 5 ly. Thì các bạn sẽ được cái phần thân áo. Và phần cổ thì các bạn sẽ lùi ra cho mình ở đây là 4 phân. Và sau cổ ở đây thì các bạn sẽ lấy cho mình là bằng 12. Các bạn nối vào ha. Và ở đây các bạn chia làm đôi đi vào cho mình 0,5. Và cái áo này từ ở dưới cái phần lai này các bạn lên cho mình 11 phân. Và ở đây các bạn sẽ vẽ cho mình cái đường yếm tâm. Và sau khi có đường yếm tâm rồi thì các bạn sẽ bắt đầu là cài nút. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta thực hiện cho cái mẫu cổ này. Cái mẫu cổ này thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Các bạn kéo cái phần đầu vai ra cho mình. Thêm cho mình ra là 7 phân. Dựng một đường vuông góc. Rồi từ cái phần cổ này các bạn sẽ đo xuống cho mình là bằng 11. Rồi từ 11 này các bạn sẽ đo vào cho mình là 5. Và các bạn sẽ kẻ cho mình một cái đường. Kế tiếp thì từ cái đường 5 này các bạn mới bắt đầu các bạn đi cho mình một cái đường cong. Và cong ở đây nó sẽ là cong từ đây là góc vuông nha các bạn nha. Và đi qua đây lại thì các bạn cũng chỉnh lại cho mình là hai góc vuông.
thì các bạn sẽ được cái phần cổ áo trên thân nó như thế này. Và đây là mẫu 197 nha các bạn nha. Mẫu 197 và cái phần cổ áo này á, thì các bạn sẽ dùng giấy để các bạn sang giấu cái phần cổ của cái phần áo này ra. Mình sẽ cắt cho cái phần lai này. Các bạn sẽ đặt cái phần giấy vào để các bạn dán, các bạn lấy qua lại cái phần cổ áo cho mình nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ đặt cái miếng giấy này nè. Cái miếng giấy này ở ngay cái vị trí cổ mà các bạn sang giấu lại cho mình. Đầu tiên đó là chúng ta bẻ góc nè. Sau rồi các bạn sẽ đi theo cái đường cong. Rồi các bạn sẽ bẻ góc dưới. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lấy lại cái độ lớn của cái vị trí của cổ áo. Rồi, như vậy thì các bạn đã lấy dấu được cho cái phần cổ rồi đó. Mình sẽ để riêng cái phần này ra ha, lát nữa mình sẽ cắt. Bây giờ mình sẽ cắt cái phần thân. Các bạn sẽ có được cái phần thân áo như thế này. Thì với cái phần thân này, thân trước thì các bạn sẽ đặt qua đây. Bạn đặt qua đây các bạn sẽ vẽ được cái phần thân sau. Phần thân sau thì các bạn sẽ đặt lên nè. Sau đó thì ở đây ha, các bạn sang dấu cho mình và các bạn chồm lên cho mình là hai phân. Và chúng ta sẽ vẽ lại cái phần dòng nách. Dòng nách thân sau thì các bạn vẽ đẩy ra ngoài so với dòng nách thân trước là một phân, là 0,7. Và phần ngực có thì các bạn giảm 1, eo các bạn lấy bằng, mông các bạn lấy bằng. Mình sẽ lật cái phần này lên. Và cái phần cổ thân sau thì các bạn sẽ đo cho mình. Đo cho mình bắt đầu từ dưới lên là 7 phân ha. Và các bạn sẽ lấy dấu lại cho cái phần cổ nè. Rồi kế tiếp là các bạn sẽ đi đường cong qua thì chúng ta sẽ có được cái phần thân sau dựa trên cái phần thân trước. Mẫu này mình sẽ chụp để đăng lên trên Facebook Tissue Shop. Nếu mà bạn nào muốn lưu mẫu thì các bạn có thể lưu ha. Và ở đây cái phần bên eo thì các bạn sẽ sang dấu qua để mình vẽ lại được cái phần bên dọc. Chia làm đôi xuống cho mình 14. Và phần này cắt cái đường này qua là 4 nè. Để các bạn sẽ được cái phần gặp thân thân sau. Nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách làm yếm tâm ha. Hôm bữa trước có một bài mình nói mình sẽ chỉ mà xong cái mình nói cuối giờ mình quên, thì hôm nay mình sẽ chỉ luôn để các bạn nhớ được cái phần yếm tâm nè. Rồi cái phần thân sau này là mình xong, mình để riêng qua một bên nha các bạn. Rồi bây giờ đến thành phần trước nè. Phần trước bây giờ mình quay trở lại. Các bạn dùng kéo mình cắt cái đường này nha. Cắt cái đường này mình lấy dấu nè.
Thì ở đây các bạn sẽ được cái phần cổ áo nè, chúng ta sẽ ra được cái phần cổ áo giống như hình. Và cái phần thân sau á, thì các bạn cũng sẽ làm cái phần cổ áo tương tự như cái phần thân trước nha. Phần sau các bạn sẽ làm tương tự. Các bạn sẽ đặt cái phần thân sau lên trên phần giấy. Rồi các bạn cũng sẽ đo cho mình cái độ lớn của cái phần cổ áo thân sau nó bằng với lại cái phần cổ áo thân trước. Sau đó thì các bạn sẽ đi cái phần thân sau nó về lại cái phần cổ và nó chồng ở đây là 12 cm nè. Thì các bạn nối cái phần thân trước thân sau thì các bạn sẽ tạo được cái phần tay luôn cả cho phần thân trước thân sau. Và nhớ lưu ý cho mình ở đây nó phải là cái phần góc vuông nha. Nhớ để nó là góc vuông. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta làm yếm tâm. Yếm tâm thì các bạn sẽ lấy cho mình một cái miếng vải, nó có độ lớn là bằng 4 phân. 4 phân này là 4 phân thành phẩm nha. Còn khi mà các bạn gấp vào các bạn chừa đường may thì nó phải là 6 phân. Sau khi mà chúng ta có được cái đường 4 phân này rồi á, thì các bạn sẽ xếp đôi nó lại. Mình đang hướng dẫn cho các bạn cái phần yếm tâm nha. Yếm tâm là cái phần mà chúng ta sẽ nối vô cái phần thân nè. Đó. Và các bạn sẽ cắt cho nó bằng đúng lại cái điểm mà chúng ta sẽ cuối cùng của nút. Và khi mà các bạn may á, thì các bạn phải chừa đường may. Chừa đường may đây 1 phân, ở đây 1 phân, bên đây 1 phân. Thì tính ra cái độ dài của nó sẽ dài hơn cái chiều dài mà chúng ta đặt yếm tâm là 2 phân. Và nó sẽ rộng 2 phân, tại vì cái này sẽ gấp đôi. Thì khi các bạn may, các bạn kẹp cái này vô, các bạn may đường may 1 phân. Sau đó các bạn lật qua thì chúng ta sẽ có được đường yếm tâm cho một bên thân. Còn bên còn lại á, thì các bạn, món này thì các bạn có thể là viền hoặc là các bạn nẹp đều được nha. Rồi chúng ta sẽ đặt vô là chúng ta sẽ hoàn tất. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem, theo dõi, ủng hộ kênh. Chúc các bạn thành công. Và nếu có gì mà không rõ hay còn thắc mắc thì các bạn cứ bình luận vào bên dưới. Mình sẽ trả lời cho các bạn khi mà mình xem bình luận nha. Và xin chào. Và chúc các bạn may được nhiều sản phẩm đẹp cho mình và những người thân yêu. Bye bye. Tạm biệt cả nhà. Phần tây phòng. Với cái mẫu này thì các bạn sẽ may được bằng nhiều cái chất liệu khác nhau. Ví dụ như là vải lây làm vải đuổi nè, các thái nè, thì các bạn đều may được nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào trong cái phần thiết kế mẫu. Bạn kẻ cho mình một đường, rồi từ ngoài các bạn sẽ đi vào cho mình 2 phân. Rồi các bạn sẽ lấy cho mình dài áo. Áo này mình lấy dài áo là 59. Sau đó thì các bạn sẽ lấy cho mình cái phần ngang vai là bằng vai chia cho 2. Ở đây vai của mình là bằng 34. Các bạn sẽ lấy là 34 chia cho 2 thì các bạn được 17. Các bạn lấy qua cho mình là 17. Sau đó là các bạn sẽ đo hạ xuống ở khu vực này cho mình là 4. Kế tiếp là từ đây các bạn đo vào cho mình là cổ chia cho 5. Cổ chia cho 5 thì các bạn bằng là 35, chia cho 5 thì các bạn sẽ được là 7. Bạn lấy qua cho mình là 7. Rồi các bạn sẽ nối vào. Sau cái tiếp thì các bạn sẽ lấy cho mình cái phần hạ ngực. Thì các bạn sẽ lấy cho mình là ngực chia cho 5. Các bạn cộng cho mình là 2. Dòng ngực ở đây là các bạn sẽ lấy là 86. Các bạn chia cho 5 cộng cho 2 thì các bạn sẽ được là 21,5. Các bạn cộng 17,5 chứ. 17,5 cộng 2 thì các bạn được 19,5. Thì các bạn lấy xuống đây cho mình là 19,5. Sau đó thì các bạn sẽ đo xuống cho mình, bắt đầu từ ở trên này các bạn đo xuống cho mình bằng 35 là đường hạ eo. Cái này các bạn sẽ lấy theo số đo. Sau khi các bạn có được hết những cái đường ngang thì các bạn sẽ bắt đầu lấy cho mình đường ngang ngực. Ngang ngực rồi thế thì các bạn lấy cho mình bằng mông chia cho 4 cộng 2. 98 chia cho 4 cộng cho 2 là 24,5. Các bạn cộng 2 thì các bạn được 26,5.
Sau cái tiếp thì các bạn sẽ lấy cho mình là L chia cho 4, các bạn cộng 2. 74 chia cho 4 cộng cho 2 thì 72 chia cho 4 cộng 2 này các bạn sẽ được là 18 cộng cho 2 là bằng 20, các bạn lấy con số 20 qua. Kế tiếp là các bạn sẽ lấy cho mình là bằng ngực chia cho 4, các bạn cộng cho 2. Dòng ngực ở đây mình là 86 chia cho 4, các bạn cộng 2 thì ở đây các bạn sẽ được 21,5 cộng 2 thì bằng 23,5. Cái con số 23 này, 5 này các bạn sẽ lấy lên đây. Rồi chúng ta sẽ có được cái đường sườn. Các bạn nối 3 điểm. Phần này các bạn lên cho mình 2 phần. Sau đó các bạn dựng cho mình đường vuông góc nè. Từ đường vuông góc này các bạn lùi vào cho mình là 2 phần ở đây, chia làm đôi. Và các bạn lấy đường ngang, sau đó các bạn vẽ cho mình dành nách. Chúng ta có được cái phần dành nách áo. Và cái cổ này á, thì nó sẽ là phần cổ tim. Và sau cổ này á, thì các bạn sẽ lấy cho mình ở đây nó là 14 nha các bạn nha, lấy sâu xuống là 14. Các bạn vẽ lại ha. Thì sau cổ nó sẽ nằm ở đây nè. Thì các bạn sẽ lấy cái phần cổ, lấy điểm giữa, lấy qua 3 điểm và từ đây các bạn ra cho mình 0,2. Và các bạn sẽ vẽ cái phần tim cho nó lại như thế này thì chúng ta sẽ ra được cái dáng của tim. Rồi từ ngoài này các bạn sẽ đo vào cho mình là 8 đến 9. Sau đó thì các bạn sẽ lấy qua cho mình là 14. Từ đây các bạn xuống 4. Thì chúng ta sẽ vẽ được cái phần bên áo. Và cái áo này á, thì các bạn sẽ lên cho mình một phần ở phần eo. Và ở bên hông này nè, các bạn thấy là họ sẽ có cái xếp. Họ sẽ có cái phần xếp ly ở đây. Xếp ly này tới 4 phần là cho nên bắt đầu từ đây nè. Các bạn ra cho mình 8 phần. Ở dưới này các bạn cũng ra 8. Các bạn nối đường này vào. Thì các bạn sẽ xếp ly 8 phân nha, các bạn sẽ đo cho mình. Bắt đầu từ đây các bạn lùi cho 2 phân và các bạn lấy 8 phân ở đây để các bạn làm cái ly, các bạn xếp vô nha. 8 phân. Rồi chúng ta xong được cái phần thân trước của cái áo. Cái mẫu này thì những bạn, những chị mà ở tuổi trung niên á thì mình may những cái kiểu này mặc rất là sang. Và bây giờ Tuy Xu sẽ cắt cái phần rập. Và các bạn nếu mà muốn chụp lại cái hình đó thì các bạn có thể vào trong Facebook Tuy Xu Shop ha. Các bạn sẽ lấy cái mẫu này về, nhìn nó chụp thì nó sẽ rõ hơn để các bạn có thể dễ theo dõi. Rồi mình xong được cái phần thân trước nè. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xếp cái phần eo nha. Bây giờ mình sẽ vẽ cho cái phần thân sau. Cái phần thân sau thì mình sẽ đặt cái phần gập thân trước lên ha. Và thân sau thì nó sẽ không có cái phần ra đinh nút hai phần nên mình xếp cái này lại. Nó không có cái phần 8 phần này luôn cho nên mình xếp cái phần này lại. Thì các bạn chỉ cần đặt cái phần rập này lên đây. Và sau khi các bạn đặt xong rồi á, thì các bạn sẽ bắt đầu sang dấu cho mình. Từ cái phần vai này các bạn lên cho mình là 2 phần. Lên đây các bạn đi qua cho mình là 7 ly. Các bạn ra cho mình là một phần. Và ở đây thì các bạn sẽ lấy cho mình cái phần eo. Và đến cái vị trí này á, thì từ ở dưới này các bạn lên cho mình 5 phần. Các bạn lấy dấu ha, lấy dấu cái phần cổ này lại. Rồi sau đó là các bạn lật cái này lên và các bạn vẽ được cái phần cổ của thân sau.
À, nếu các bạn không có thích phần cổ thân sao sâu mà các bạn thích cạn thì bắt đầu từ cái điểm này thì các bạn chỉ cần xuống 3 phân thôi cũng được nha. Rồi các bạn chỉnh lại cho nó cạn cao lên cũng được, cái này là tùy ý các bạn. Rồi mình sẽ lấy dấu lại cho cái phần eo. Các bạn lấy cái phần thân này ra. Lấy phần thân này ra, sau đó thì các bạn sẽ chia làm đôi. Thì chúng ta sẽ có được cái phần gập thân sau của cái màu áo này. Và cái phần thân sau thì các bạn cũng sẽ rã eo. Và thân sau nó cũng sẽ ra một cái là 8 phân. Các bạn sẽ có được cái phần thân sau ở đây. Bây giờ mình sẽ cắt cho cái phần gập thân sau. Mình sẽ cắt cắt được cái rập phần thân sau nè, các bạn sẽ nhìn coi mình rã cái phần eo thân sau này nha. Mình rã ra và mình cũng đo vào trừ 2 phân giống như cái phần thân trước. Và mình sẽ lấy qua đây là 8 phân. Mình sẽ xếp cái phần góc này nè. Các bạn nhìn thấy là họ sẽ xếp cái phần xếp ly á, nó về lại cái phấn sườn. Nên từ đây mình cũng xếp người lại cái phần phấn sườn, các bạn đặt vô đây là nó bằng ha. Và ở đây các bạn vẫn phải nhấn cái đường bên ở giữa ha, thì các bạn ra được cái phần của thân sau nè. Và các bạn đo luôn cho mình cái dòng nách thân sau. Hôm nay mình đo được là 25. Bây giờ đến cái phần thân trước. Hai lăm này mình để riêng qua nha. Bây giờ đến phần thân trước, mình cũng rã cái phần eo này ra. Rồi các bạn cũng đo cho mình lùi vào 2 phân và ở đây 8 phân thì nãy mình lấy dấu nè. Mình cũng xếp cái phần này về phía phần sườn. Thì các bạn ráp vô thì chúng ta sẽ được cái phần của thân trước như thế này. Và các bạn cũng sẽ đo cho mình dùm nách thân trước. Ở đây mình đo được là 23. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vẽ cho cái phần tay áo. Tay áo này thì các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ thực hiện nó là tay áo phồng. Mình sẽ vẽ nó là tay áo phồng. Mình sẽ dán thêm keo ha, để đi cái phần tay cho các bạn dễ hình dung. Từ phía ngoài ha, kẻ cho mình một đường thẳng thì từ trên xuống các bạn sẽ lấy cho mình là bằng ngực chia cho 10, các bạn sẽ cộng cho mình là 2. Thì dòng ngực ở đây là cộng cho mình là 3. Ngực ở đây á, thì các bạn sẽ thấy là bằng 86, bằng chia cho 10 các bạn cộng 3 thì nó sẽ bằng là 8,6 cộng cho 3. Thì đây mình tính là nó bằng gần bằng 12 thì các bạn lấy xuống cho mình đường 12. Sau đó các bạn đặt cái cây thước này vào đây vuông góc. Vuông góc xong rồi á, thì các bạn mới lấy cho mình hai cái dòng nách trên thân nè. Dòng nách này là 25 cộng dòng nách này là 23 thì các bạn sẽ được 48, các bạn chia cho 2 thì các bạn được 44. Ở đây các bạn sẽ được 44. 40 các bạn sẽ được 24. 24 thì các bạn sẽ đặt cái cây thước nó theo cái đường xéo này là 24 nè. Rồi các bạn chia làm đôi. Sau đó thì các bạn sẽ xuống 1 phân và các bạn sẽ lên cho mình 2 phân. Thì chúng ta sẽ được cái phần tay áo. Ở đây cái phần tay áo này á, thì các bạn nhìn thấy là nó ở dưới này nó không phồng ha, nó không có rút dúng mà ở trên này ở rút dúng nè. Thì các bạn cứ lấy cái cửa tay ở đây bình thường cho mình là từ 15 cho đến 16. Sau đó thì các bạn sẽ nối vào. Rồi cái phần tay áo ở đây á, thì mình sẽ có được cái phần tay áo phồng. Vì vậy mà các bạn sẽ đẩy cái phần tay lên cho mình nó cao lên.
các bạn sẽ đẩy cái phần tay cao lên ha, bắt đầu từ đây các bạn giữ nguyên nè. Rồi ở đây các bạn dựng cho mình một cái đường vuông góc qua nè, đây nó phải là đường vuông góc nha các bạn nha. Rồi từ đây thì các bạn sẽ cái phần cong này nè, các bạn sẽ đi vào trong cái phía phần tay và đây nó phải là đường vuông góc. Và các bạn dịch chuyển từ cái phần tay nó sẽ có độ cao lên là 4 phân và mở rộng ra được là 8 phân thì chúng ta sẽ ra được cái phần tay áo giống như hình. Ra được tay áo giống như hình nha các bạn nha. Thì mình mới vừa hướng dẫn xong cho các bạn cái phần tay áo này. Không biết là các bạn có cái gì mà thắc mắc hay là chưa có rõ không thì các bạn cứ bình luận vào bên dưới. Thì khi mình thấy bình luận mình sẽ xem và trả lời cho các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cho cái phần tay nè. Đây các bạn có được cái phần tay áo, ở đây các bạn sẽ rút dúng nè. Thì trên phần này các bạn rút dúng nó phồng thì nó sẽ tạo được cái phần tay phồng giống như cái hình. Đó. Rồi thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh Tisu Shop. Nếu các bạn có cái yêu cầu hay là cái gì đó thì các bạn cứ nhắn tin cho mình ha. Rồi. Chúc các bạn thành công, chúc chị em mình luôn xinh đẹp và may được những mẫu đẹp cho mình và những người thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại các chị. Mình đều có bán, nếu các bạn nào muốn mua thì các bạn cứ các bạn Zalo với mình 0963297788 thì mình sẽ ưu đãi giảm cho các bạn 20.000 một ký nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cho cái mẫu này. Với cái mẫu này thì mình sẽ xếp đôi cái vải lại, thì các bạn là mình là giấy thì các bạn là vải nha. Rồi các bạn lấy cho mình cái chiều dài của cái phần thân áo. Chiều dài ở đây thì với cái mẫu này người ta sẽ mặc cái phần đến ngang mông, thì mình lấy cái áo này dài là 58 nha. Mình sẽ gạch ngang qua được. Và mình sẽ có chiều dài áo là 58. Sau đó các bạn sẽ lấy cho mình công thức ngang vai là vai chia cho 2. Mình sẽ có bảng số đo ở đây. Đó, vai của mình ở đây là bằng 34. 34 chia cho 2 là được 17. Các bạn sẽ lấy qua cho mình là 17. Sau đó là các bạn sẽ dựng một cái đường vuông góc xuống là 4. Các bạn lấy ngang qua cho mình là cổ chia cho 5. Dòng cổ ở đây mình sẽ được là 35 chia cho 5 là bằng 7. Rồi sau đó các bạn sẽ hạ cho mình cái phần dòng nách. Hạ cái dòng dòng nách thì các bạn sẽ lấy cho mình là bằng ngực chia cho 5, các bạn cộng 2. Dòng ngực ở đây của mình là 86, mình chia cho 5, mình cộng cho 2 là bằng 17,5, cộng cho 2 là bằng 19,5. Mình sẽ lấy xuống là 19,5 nè, các bạn lấy qua được. Sau đó là mình sẽ lấy xuống cái phần hạ eo, ở đây mình làm là 35. Kế tiếp thì các bạn sẽ lấy cái phần ngang mông. Ngang mông ở đây thì các bạn lấy cho mình là mông chia cho 4 cộng 2, eo chia cho 4 cộng 2 và ngực chia 4 cộng 2. Dòng mông ở đây của mình là 98, mình sẽ chia cho 4 thì các bạn sẽ được là 24,5. Các bạn cộng cho 2 là bằng 26,5. Các bạn lấy qua cho mình một đường là 26,5. Eo chia cho 4, eo ở đây mình được là 72, mình chia cho 4 cộng cho 2 là bằng 18, cộng 2 là bằng 20. Mình lấy qua một đường là 20. Ngực ở đây, dòng ngực của mình là 86 chia cho 4 cộng 2 là bằng 21,5 cộng cho 2 là bằng 23,5. Bạn lấy qua cho mình đường 23,5. Rồi chúng ta sẽ dùng một cây thước, chúng ta nối cái đường này lại tạo thành cái đường sườn. Và các bạn nhìn thấy cái phần lai này nó sẽ là lai cong nè. Từ đây các bạn lên cho mình 9 phân. Bên góc này các bạn cũng lấy qua cho mình là 9 phân. Bạn nối hai đường này lại ha. Sau đó các bạn chia thành đôi, các bạn sẽ có được điểm giữa. Mình đang chỉ cho những bạn nào mà chưa có biết cách vẽ lai cong á. Sau đó các bạn chia này ra cho mình 3 phần đều nhau. Thì các bạn sẽ đi bo từ góc 9 phân này đến 1 phần 3 thứ nhất. Và các bạn bo vào đây thì chúng ta sẽ có được cái phần lai áo nó cong giống như hình. Rồi, chúng ta sẽ được lai cong. Sau đó thì các bạn sẽ dựng cây thước vuông góc. Sau đó các bạn lùi cho mình 2 phân và chia làm đôi. Các bạn vẽ một lần nữa thì chúng ta sẽ được cái dòng nách của cái phần thân áo.
Và ở đây từ đây nè, từ ngoài này các bạn đo vào cho mình là 9 phân. Bạn kẻ thẳng xuống. Cái này là 16. Cái này thẳng lên nó sẽ cắt cái đường này là 4 phân. Thì các bạn sẽ vẽ cho mình được cái phần bên dọc. Chúng ta sẽ có được phần bên dọc. Và các bạn sẽ có được cái phần cổ áo. Cổ này á, thì nếu các bạn muốn nó rộng rộng như thế này á, thì các bạn phải ra cho mình một phần. Còn nếu mà các bạn muốn ôm giống như là cái phần cổ áo dài thì các bạn để y nguyên nha. Và phần này thì các bạn sẽ lấy sâu xuống cho mình là 7. Sau đó thì các bạn sẽ đặt cái thước vô, các bạn kẻ cho mình phần cổ áo. Chúng ta sẽ có được cái phần cổ áo cho cái phần thân trước của cái mẫu áo này. Nếu bạn xem đến đây mà có phần nào các bạn không hiểu rõ thì các bạn có thể bình luận cho mình biết ha. Mình sẽ trả lời cho các bạn khi thấy bình luận. Rồi bây giờ mình cắt. Các bạn sẽ có được cái phần áo. Lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cắt cái nẹp hò và cái cổ sau nha. Bây giờ mình sẽ dựa trên cái phần thân này để mình cắt cho cái phần thân sau này. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt cái phần thân sau nè. Các bạn sẽ đặt cái phần thân trước lên đây. Sau đó là từ đây ha, các bạn sẽ lên bắt đầu vai thân trước nè, vai thân sau các bạn lên 2 phân nè. Từ đây các bạn dựng cho mình một đường nè, nó đi song song với phần nách, và gần đến cuối giáp nách thì các bạn sẽ ra cho mình là 7 ly. Ở đây các bạn ra 0,7 0,7 ha. Và ở đây các bạn giảm 1 nè, giảm 1, nhưng mà eo các bạn sẽ lấy cho nó bằng, và mông các bạn cũng sẽ lấy bằng luôn. Và line này các bạn cũng sẽ lấy cho mình bằng luôn ha, các bạn cứ bao góc này qua thôi. Rồi cổ này thì các bạn sẽ đi vô nè, và phần này các bạn lên cho mình 3 phân. Và các bạn vẽ cho mình được cái phần cổ áo. Rồi chúng ta sẽ có được cái phần thân sau chiều trên cái phần thân trước. Mình có được thân sau dựa trên cái phần thân trước rồi thì các bạn sẽ bắt đầu vẽ cho mình cái phần cổ áo này. Cắt nè. Rồi đây các bạn cắt xong ha, từ đây các bạn để vô đây. Lấy dấu lại cho mình cái đường ngang eo để chúng ta vẽ được cái phần bên eo. Sau đó chia làm đôi, các bạn vẽ được cái phần bên eo dài cho mình là 14 đến 16. Cách đường này là 4 phân, bạn vẽ. Rồi chúng ta sẽ có được cái phần bên eo của cái áo này. Phần sau mình vẽ xong dựa trên từ cái phần thân trước ha. Rồi bây giờ đến cái phần thân trước này, các bạn nhìn cái áo nè. Trước khi mình cắt phần thân trước là mình sẽ đo cái phần cổ trước nha. Mình sẽ đo phần cổ thân trước, 1/2 cổ thân trước. Thì cái này mình đo được 12 nè. Còn cái phần dòng nách thân trước mình đo được 22 nè. Mình đo cổ thân sau luôn, lát nữa mình vẽ cổ cho nhanh. Mình cũng đo được 12 nè. Đây các bạn được 23 nè. Đây ha. Bạn sẽ được như thế này. Sau đó thì các bạn nhìn thấy nè, từ cái phần áo này ha, người ta bắt đầu từ đây nè, các bạn xuống cho mình là 7 phân. Và từ cái điểm giữa của cái phần áo nè, các bạn nối cho mình một cái đường chấm 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 ha. Một cái đường này là đường phụ thôi, chấm chấm như thế này nè. Sau đó các bạn chia cho mình làm đôi, và các bạn chia cho mình làm 4 ha. Làm đôi xong rồi các bạn chia thành 2 phần nữa. Thì các bạn sẽ thực hiện cái thao tác như sau nè. Từ cái điểm giữa cổ này nha, các bạn đi lại cho mình ra một phần nè.
Sau đó là các bạn sẽ đi xuống cái chỗ một nửa mà các bạn mới vừa lấy dấu nè. Các bạn đi về đúng cái điểm giữa mà các bạn đi nè. Sau đó là các bạn sẽ móc cong xuống vô cái điểm giữa nè và các bạn lai ra lại cái đường này nè. Thì các bạn sẽ có được cái đường nẹp hò mình cắt dựa theo cái phần thân. Các bạn nhìn thấy không? Đây là điểm giữa nè, xuống một phần nè, đây đáy bằng nè. Và ở đây lấy lên một phần nè. Thì các bạn sẽ được cái phần nẹp hò. Và cái nẹp hò này á, thì các bạn nếu như mà các bạn thích mặc áo mà chồng nẹp hò cài nút thì ở đây các bạn sẽ có cái đường yếm tâm. Còn nếu như mà các bạn không có thích đường cài nút mà các bạn chỉ thích viền giả và các bạn kẹp cái nẹp hò thì các bạn sẽ đính cái phần nút và các bạn sẽ xẻ cái phần cổ ở phía sau, chúng ta dùng dây kéo, cái đó tùy ha, các bạn muốn sử dụng cách nào thì các bạn sử dụng. Thì với cái phần nẹp hò này thì ở giữa cái phần nách này thì chúng ta sẽ có một cái phần nút đây, và sát bên nó có một phần nút nữa. Và ngay cái điểm cổ, ngay cái điểm này nè, các bạn ra có thêm phần nút thì chúng ta gắn được cái phần nút áo ha. Thì chúng ta xong được cho cái phần thân áo ở đây. Mình mở rộng cái phần thân này các bạn nhìn thấy ha. Thì các bạn chỉ cắt một bên thôi. Ở đây các bạn sẽ dùng kéo các bạn cắt ra nè. Đó, thì cắt ra xong á là cái phần nẹp hò cho cái phần còn lại á. Thì các bạn cắt nó sẽ phủ. Đó, thì các bạn sẽ cắt cái miếng nẹp, cắt từ cái phần vai, phần nách, đường này qua đây, phần cổ thì các bạn sẽ kẹp lên. Còn cái phần nẹp hò này các bạn cắt theo cái đường đó thì khi may á, thì nó sẽ chùm qua lại thì chúng ta mặc nó sẽ không có bị hở nha. Đó là xong. Bây giờ á, thì từ cái phần này á, các bạn sẽ thực hiện cho mình cái phần tay áo. Tay áo thì mình đo được dòng nách trước và dòng nách sau rồi. Thì các bạn sẽ lấy cho mình cái công thức là bằng ngực chia cho 10, các bạn cộng 3. Dòng ngực này của mình á, dòng ngực này của mình là 86, mình chia cho 10 cộng cho 3 là bằng 8,6 cộng cho 3 là bằng 12 ha. Gần bằng 12 thì các bạn sẽ kẻ cho mình một đường và đo từ trên xuống dưới nó bằng là 12. 12 là bằng con số này nè. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đặt một cái đường xéo. Đường xéo này nó sẽ bằng 22 là con số này, cộng với 23 là con số kia thì các bạn sẽ được 45. Các bạn chia 2 thì bằng 22,5. Các bạn lấy qua cho mình một đường là 22,5. Sau đó chia làm đôi. Và phần này các bạn xuống cho mình một phân nè, phần này các bạn lên cho mình hai phân nè. Đó, rồi các bạn sẽ được dọc nách. Và cái áo này á, thì các bạn thấy là cái tay của nó ha, nó không có co vô mà nó sẽ lại lại cái phần tay ra. Thì các bạn sẽ vẽ bằng cái cách là mình vẽ cái đường sườn tay xuống bằng cái phần cửa tay bình thường. Sau đó các bạn chia làm đôi ha. Các bạn sẽ đánh cong cái phần tay ra. Và từ cái phần đánh cong này các bạn lên hai phân thì các bạn sẽ ra được cái phần tay áo giống như hình. Và cái tay này trong hình á, nó sẽ dài hơn cái tay mà mình đang vẽ. Cho nên là khi mà các bạn thực hiện thì các bạn cứ kéo dài cái phần tay ra là chúng ta sẽ được cái phần tay áo dài như hình. Mình chỉ có kéo thêm dài cái tay thôi nha các bạn nha. Giờ đó là xong được cái phần thân trước, phần thân sau, tay áo. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt cái phần cổ áo. Cổ áo thì mình sẽ xếp đôi cái tờ giấy lại nè. Mình sẽ xếp đôi cái phần tờ giấy lại ha. Các bạn sẽ đi qua một đường. Rồi các bạn sẽ lấy cho mình dòng cổ thân trước cộng dòng cổ thân sau. Thì mình sẽ lấy là 12 cộng cho 12 thì nó sẽ ra là 24 ha. Các bạn lấy qua cho mình đoạn này là 24. Sau đó thì từ cái phần cuối này các bạn lên cho mình 3 phân. Rồi các bạn chia này ra 3 phần đều nhau. Các bạn đi cong được cái phần chân cổ nè. Rồi từ đây các bạn sẽ dựng cho mình đường vuông góc. Và các bạn sẽ lấy cái phần cổ này, nó sẽ có độ lớn là 3,5 phân nè. Các bạn lấy đều xuống 3,5 phân hoặc 3,7 phân. Đừng lấy 4 phân, nó cứng to cái phần cổ nó không đẹp. Thì các bạn sẽ kẻ được cái phần cổ áo nè. Và ngay góc này 2 phân nè, các bạn lùi vào nè. Các bạn bo góc. Rồi chúng ta sẽ ra được cái phần cổ áo và các bạn gắn vào thân. Là chúng ta hồng tóc cho cái mẫu này. Mẫu này là mẫu 217. Rồi như vậy thì mình mới vừa chia sẻ xong cho các bạn cái mẫu áo 217 này. Thì chúc các bạn thành công nha. Hẹn gặp lại các bạn trong mẫu tiếp theo.